thần cấp ở rể. chương 521, muốn cổ phần của công ty anh. Cánh tay mấy người này đã gãy rồi, cần đến phải bệnh viên, hơn nữa sau này có thể dùng lực được như bình thường nữa hay không có lẽ là chuyện không chắc chắn. Nhưng mà bọn họ chắc chắn rằng, mấy người này bị thương như vậy sau này không thể tiếp tục làm nghề này nữa. Ngay lúc đó những vệ sĩ còn lại có chút có chút sợ hãi. Diệp vô phong ngoác ngoác ngón tay với mấy người họ, mấy người sao không tới, không phải rất muốn đánh gãy tay chân của tôi sao tiếp tục đến đây nào hành động khoe khoang lúc đầu của bọn người lý thích đã không còn rồi chỉ còn lại nỗi khiếp sợ bọn họ không có nghĩ đến rằng bọn họ có nhiều vệ sĩ như vậy không thắng nổi diệp vô phong đây chắc chắn không phải người bình thường lý thích xúc động nói nói thừa có lẽ thực lực đạt đến cảnh giới võ sư rồi trịnh phi cũng hiểu nếu chưa đạt đến cảnh giới võ sư thì làm sao có thể dễ dàng đánh lại được người của bọn họ chỉ là bọn họ quả thật không có nghĩ đến bản thân sao có thể đen đủi như vậy, sao lại có thể tình cờ như vậy gặp một đại cao thủ. Muốn biết rằng thực lực của cảnh giới võ sư, trong công ty Hòa Chính bọn họ cũng chỉ có hai người mà thôi, hơn nữa hai người này luôn là chủ chốt của công ty, việc bình thường sẽ không điều đi giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay lúc đó Lý Thích đã chọn bỏ cuộc, anh ta lên tiếng gọi bọn vệ sĩ quay về đây như thế là tất cả vệ sĩ mới dừng tay lại quay về bên cạnh hai người bọn họ diệp vô phong nhìn lý thích như thế nào tôi còn chưa làm nóng người mấy người lại không đánh nữa tình huống gì vậy mấy người lý thích tất nhiên không muốn tiếp tục rồi suy cho cùng bọn họ cũng biết tiếp tục đánh như vậy kết quả cuối cùng vẫn bị diệp vô phong hạ gục hết mà thôi người mạnh như diệp vô phong bọn họ chắn chắn không thể dùng số lượng mà có thể thắng được mấy người lý thích chỉ có thể cười nịnh người anh em này không nghĩ đến lại là một cao thủ, là chúng tôi mắt mù rồi, lần này coi như chúng tôi không đúng, chuyện hiểu lầm này tôi thấy không cần thiết tiếp tục đánh nữa, nếu người phụ nữ này anh đã muốn vậy chúng tôi nhường cho anh là tốt rồi. Diệp Vô Phong ngoáy ngoáy lỗ tay, "Vậy sao? Ý anh là, anh muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì phải nghe theo sao? Tôi là người tùy tiện như vậy sao?" Lý Thích mặt liền biến sắc, "Vậy anh muốn như thế nào?" "Tôi cũng không muốn gì." đã làm lãng phí nhiều thời gian của tôi vậy cũng nên có chút bồi thường nhỉ, có phải không? Diệp Vô Phong cười nói. Lời nói của Diệp Vô Phong tư dưng làm bọn người lý thích có chút bất lực rồi, nhưng mà bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể lấy ra chút thành ý không thì mọi người ở đây đều tiêu đời. Bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ rằng Diệp Vô Phong thế mà lại là một cao thủ, đây mới là sai lầm chí mạng. Lý Thích đành lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có 30 tỷ, một chút lòng thành mong rằng người anh em có thể tha cho lần này. Diệp vô phong liếc nhìn tấm thẻ, khẽ cười, thế nào hả, anh nghĩ rằng tôi là ăn mày. Chỉ dùng 30 tỷ là có thể tùy ý sai khiến tôi. Ngoặc kép, hai người bọn họ đều cạn lời, ăn mày như thế nào mà cần dùng tận 30 tỷ để hối lỗi. Nhưng mà bọn họ cũng biết Diệp vô phong như vậy là rất không hài lòng, không hài lòng vậy nên mới nói chuyện như vậy. Trịnh Phi nghĩ một chút xong cũng lấy ra thẻ ngân hàng của mình, chỗ tôi cũng có 30 tỷ gộp lại cũng có 60 tỷ. Người anh em, đây là tất cả số tiền rồi trên người chúng tôi, nếu anh còn muốn nhiều hơn nữa, chúng tôi không còn rồi. Diệp Vô Phong bấm bấm ngón tay, sao các anh vẫn là không tỏ chút thành ý gì hết vậy? Hai người bọn họ rất là thắc mắc nhưng mà cũng không biết Diệp Vô Phong rốt cuộc muốn gì, trên người đồ vật đáng giá đều lấy hết ra rồi. Nhưng mà như vậy mà anh ta vẫn không hài lòng. Lý Thích cẩn thận hỏi, không biết rằng người anh em là muốn thứ gì, anh cứ việc nói là được nếu chúng tôi có thể làm được nhất định sẽ làm ạ. À? Ngoặc kép, Diệp vô phong cười cười nhìn bọn họ, thật ra chuyện này hai người tất nhiên là làm được, hai người không phải người của công ty hòa chính sao, là vệ sĩ của công ty này sao. Vừa hay tôi cũng muốn tham gia vào ngành này, mấy người chỉ cần đưa cổ phần công ty cho tôi là được, tôi cũng không cần nhiều đâu, chỉ cần 90% là đủ rồi. Sắc mặt hai người liền thay đổi, Đồng Thanh liền nói, không thể nào, anh đừng có mà bắt nạt người quá đáng, đừng tưởng rằng anh là cảnh giới võ sư cao nhất thì chúng tôi không có cách nào đối phó với anh. Nơi này là Liêu Tây, đừng nghĩ rằng mình là cảnh giới cao nhất, ở đây còn có người cảnh giới cao hơn và mạnh hơn anh nhiều. Diệp Vô Phong mặt liền tươi cười, vậy anh gọi bọn họ ra đây để chúng tôi làm quen một chút, nhưng mà mấy người có phải nên xem lại tình huống hiện giờ của mình không? Lý Thích đang trong tình thế khó xử bọn họ cũng biết bây giờ bản thân bị bắt nếu mà bọn họ không có đồng ý thì Diệp Vô Phong có thể trực tiếp giết chết bọn họ, chuyện này nhìn là biết rõ ràng có thể xảy ra rồi. Nhưng mà cơ bản là bọn họ sẽ không giao ra cổ phần của công ty dù sao thì đây cũng là thứ mà họ nỗ lực cả đời người ở Liêu Tây. Bọn họ có được như ngày hôm nay đã trải qua rất nhiều gian nan vất vả, công ty Hòa Chính là nơi duy nhất mà đời này bọn họ có thể dựa vào. Diệp Vô Phong muốn bọn họ giao ra cổ phần công ty là chuyện mà bọn họ làm không nổi diệp vô phong búng búng ngón tay xem ra mấy người không đồng ý vậy tôi đây cho mấy người thêm lựa chọn thứ hai đám người lý thích có chút do so dự nhìn anh vừa cười rồi nói rằng chỉ cần mấy người đem công ty hòa chính rời khỏi liêu tây vây tôi sẽ bỏ qua cho mấy người ngoặc kép lý thích đang định từ chối nhưng mà trịnh phi lại kéo anh ta lại nhìn diệp vô phong mỉm cười cái này chúng tôi chấp nhận nhưng mà muốn rời nơi này cũng phải cho tôi chút thời gian đúng không Diệp vô phong giơ ba ngón tay, vậy cho anh thời gian ba ngày, anh thấy thế nào? Trịnh Phi khuôn mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ, tất nhiên không có vấn đề rồi, đúng ba ngày chúng tôi sẽ mang công ty rời khỏi Lưu Tây. Dù sao chúng tôi cũng đồng ý yêu cầu của anh rồi vậy, nên bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Diệp vô phong gật đầu đồng ý, rồi nghiêm túc nói: mấy người nói phải giữ lời, bây giờ cho mấy người thời gian là ba ngày có đủ để chuẩn bị sắp xếp nếu đợi đến ba ngày sau để tôi biết mấy người vẫn chưa rời khỏi nơi này, vậy thì đừng trách tôi không khách sao đấy. Trịnh Phi gật đầu vội vã. Lúc này Lý Thích mới kịp thời phản ứng lại hiểu ra Trịnh Phi nghĩ gì rồi. Chuyện đã đồng ý vẫn có thể không thực hiện hơn nữa đợi sau khi bọn họ về đến công ty Diệp vô phong dám đến tìm thì họ có thể gọi hai người cảnh giới mạnh nhất của võ sư, hai võ sư đấu với anh ta, như vậy có thể dễ dàng mà hạ gục Diệp vô phong. Đến bây giờ, Hai người họ vẫn nghĩ rằng Diệp Vô Phong là ở cảnh giới võ sư. Cuối cùng Diệp Vô Phong cũng để bọn họ đi, hai người bọn họ vội vàng mang theo vệ sĩ rời khỏi cửa khách sạn Ngưng Tư Dạ. Sau khi vội vàng về đến công ty, hai người ngồi trong phòng văn phòng. Lý Thích nói rất vui vẻ, cái người kia thật là thằng ngốc mà, thế mà nghĩ rằng chúng ta sẽ dọn rời khỏi Liêu Tây. Chương 522, làm ơn mắc oán. Mặc dù sức mạnh của anh ấy thực sự là không tồi, nhưng anh ta là một người không thông minh tôi vẫn hy vọng sau ba ngày anh ấy sẽ đến công ty chúng ta lúc đó tôi sẽ cho anh ta thấy được sức mạnh của công ty chúng ta trịnh phi cười chế nhạo hy vọng anh ta có dũng khí đến gặp tôi lý thích tươi cười không hẳn là như thế anh ta không hề thông minh chút nào trịnh phi cười ha ha lúc này diệp vô phong đang nhìn cô gái đang dựa vào vách kính ngủ gật anh ấy lắc đầu rồi bế cô ấy lên bắt một chiếc xe và lái thẳng đến cục cảnh sát hai người cảnh sát đang trực khi nhìn thấy xe của anh ấy dừng trước cổng nhìn nhau bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nhanh chóng chạy tới trước cửa xe diệp vô phong xuống xe bế cô gái đang hôn mê ra ngoài lúc này anh mới nói với hai người cảnh sát thật ngại quá trước khi cô gái này bị ngất cô ấy đã nhờ tôi đưa cô ấy tới đây sau khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái sắc mặt của hai người cảnh sát bỗng nhiên thay đổi người cảnh sát đứng bên trái dáng người tương đối cao nắm lấy cánh tay của cô gái anh ấy hét lên, "A Mịch." Người cảnh sát kia thì nhanh chóng chạy vào trong, giao lại công việc cho mấy người cảnh sát khác. Họ đã đón lấy A Mịch và đưa cô ấy vào bên trong đồn. Lúc đó Diệp Vô Phong muốn rời đi, nhưng một người cảnh sát đã ngăn anh, "Anh à, cảm ơn anh, nhưng chúng tôi vẫn muốn hỏi anh một số vấn đề mong anh hợp tác." Diệp Vô Phong suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, đã làm ơn thì phải làm ơn cho chót. Sau khi kể lại đầu đuôi câu chuyện, người cảnh sát đã gấp cuốn sổ ghi chú lại rồi đập bàn vô cùng tức giận thằng khốn lý thích dám làm chuyện đó với a mịch đợi đến khi tôi bắt được hắn tôi sẽ bắt hắn phải chịu hình phạt xứng đáng diệp vô phong mỉm cười nói vậy việc của tôi đã xong rồi tôi có thể về chưa lâm trí gật đầu cảm ơn sự giúp đỡ của anh cảm ơn anh đã đưa a mịch tới đây nếu như không có anh thì không thể tưởng tượng được kết cục của a mịch sẽ ra sao sau khi bắt tay diệp vô phong người cảnh sát mới đưa anh ấy ra bên ngoài lúc đi qua đại sảnh, anh ấy nhìn thấy rất nhiều người đang nghĩ cách làm cho A Mịch tỉnh lại. Nhưng bây giờ đang không có cách nào, A đang rơi vào trạng thái hôn mê. Có chuyện gì vậy, vì sao A lại không tỉnh lại, nữ cảnh sát vô cùng lo lắng. Không biết sao, có khả năng cô ấy ăn phải thứ gì đó, hay là chúng ta đưa cô ấy tới bệnh viện vậy? Tiêu chí đưa ra ý kiến. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, dẫu sao bây giờ cũng không biết cô ấy đã ăn phải thứ gì. Ngộ nhỡ nó có hại cho cơ thể thì sao?" Nữ cảnh sát Trần Hồng đồng ý với ý kiến của Tiêu Chí. Lúc Diệp Vô Phong đi qua, anh ấy nói với Lâm Chí, "Thực ra không cần đưa cô ấy đến bệnh viện đâu, chỉ cần mua rượu sau đó xoa vào vị trí cổ họng và lòng bàn tay, lòng bàn chân của cô ấy. Chỉ 30 phút cô ấy sẽ tỉnh lại thôi." Gương mặt Lâm Chí đầy vẻ tò mò, anh nói cũng đúng. "Ừm, um, chắc không có vấn đề gì đâu." Tiêu Chí và những người khác đều vô cùng tò mò nhìn Diệp Vô Phong, không hiểu sao Diệp Vô Phong lại nghĩ ra cách giải cứu này. Trần Hồng đứng nhanh chóng đứng lên, nếu là rượu thì bên trong kho còn mấy bình nữa, bây giờ tôi sẽ đi lấy. Tiêu Chí đã ngăn Diệp Vô Phong lại, người ta nói gì mình cũng tin sao? Mặc Đồ anh này là người đưa A Mịch về, nhưng ai mà biết được liệu anh ấy nói có đúng hay không? Chỉ gặp A Mịch ở thang máy sau đó đưa cô ấy về như vậy có đáng tin không? Đam Mỹ Hiện Đại Trần Hồng nhíu mày, anh nói cái gì vậy, nếu không có anh ấy thì đã không biết chuyện gì đã xảy ra với A Mịch rồi. Tại sao anh lại nghĩ anh ấy như vậy? Tiêu chí cười nói, biết người biết mặt không biết lòng, anh ấy nói thì hay lắm, nhưng cô phải biết rằng công ty chính hòa là công ty vệ sĩ. Bên cạnh Lý Thích và Trịnh Phi còn có 20, 30 vệ sĩ, anh ấy làm sao có thể mang A Mịch đi từ tay Lý Thích và Trinh Phi được? Sau khi nghe Tiêu chí nói, Trần Hồng quay sang nhìn Diệp vô phòng bằng ánh mắt nghi ngờ. Bây giờ tôi nghĩ tốt nhất là nhốt anh ta lại và đợi cho đến khi A Mịch tỉnh lại chúng ta hãy nói tiếp chuyện này. Anh nói đùa cái gì vậy, Diệp Vô Phong không vi phạm điều gì, thậm chí anh ấy còn cứu A Mịch, anh nói như vậy anh thấy có hợp lý không? Lâm Chí là người đầu tiên phản đối. Anh ấy không hiểu sao tiêu chí lại nhằm vào Diệp Vô Phong, anh ấy rõ ràng có lòng tốt đưa A Mịch trở về cũng coi như là cứu cô ấy rồi. Đáng nhẽ ra phải cảm ơn người ta nhưng bây giờ đã không cảm ơn thì thôi lại còn vu oan cho người ta còn đòi nhốt diệp vô phong lại sao họ có thể làm điều này diệp vô phong cũng không ngờ rằng chuyện này cuối cùng lại thành ra như vậy điều này không hợp với logic anh ấy rõ ràng là muốn giúp đỡ người khác nhưng lại bị cho là có âm mưu khác tiêu chí thấy đồng nghiệp của anh đều phản đối ý kiến của mình anh ấy cũng chỉ lạnh lùng nói một câu đợi đến lúc a mịch tỉnh lại cô ấy nói người này muốn hãm hại cô ấy lúc ấy các bạn mới cảm thấy ái náy. Cuối cùng Trần Hồng vẫn nghe theo lời Diệp vô phong, cô ấy lấy rượu xoa lên người của A Mịch. A Mịch nhanh chóng đã tỉnh lại. Lúc đầu cô bật dậy, gương mặt đầy cảnh giác, nhưng sau khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thật nhanh bước xuống ghê và nói, thực sự xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng, Trịnh Phi và Lý Thích Quả là xảo quyệt, đến tôi cũng bị bọn họ lừa. Người không sao là tốt rồi tôi nghĩ chúng ta nên nhờ cục trưởng phái những người nằm vùng khác đi tình hình của cô thật nguy hiểm không có sự phối hợp nào đúng vậy cô một mình nằm vùng ở chỗ trịnh phi thật sự quá nguy hiểm lúc nào cũng có thể bị phát hiện đặc biệt tính cảnh giác của bọn họ rất cao a mịch vẫn kiên quyết lắc đầu tôi nhất định có thể làm được điều này mong anh hãy yên tâm tôi nhất định không để anh thất vọng nghĩ một lúc dường như cô nhớ ra mình đã được ai đó đưa về cô nhìn bốn xung quanh Cô đang tìm ai vậy?" Trần Hồng hỏi. A à, Mịch lắc đầu cười khổ, "Lúc tôi đi đến thang máy đã được một người cứu, người đó đã đưa tôi về đúng không?" Trần Hồng lấy tấm ảnh chụp trộm Diệp Vô Phong ra, "Là người này sao?" A à, Mịch cầm lấy điện thoại, gật đầu, "Đúng là anh ấy rồi, anh ấy giờ đâu rồi?" "Anh ấy về rồi. Vậy cho tôi địa chỉ của anh ấy, tôi muốn gặp mặt để cảm ơn anh ấy." May mắn thay, khi Lâm Chí khi ghi lại lời khai của Diệp Vô Phong, anh ấy đã cho thông tin liên lạc và địa chỉ nơi ở hiện tại mình do đó Ami có được thông tin liên lạc và địa chỉ hiện tại của Diệp Vô Phong một cách đơn giản. Nhìn bản ghi chép, sau khi Diệp Vô Phong quay trở lại khách sạn Snowden trên tay, cô nở nụ cười rạng rỡ, để tôi tìm anh ấy, tôi là người mang ơn phải trả ơn. Sau khi Diệp Vô Phong quay trở lại khách sạn Snowden, anh tìm thấy Bạch Nhạn Phi, Bạch Nhạn Phi đang nói chuyện điện thoại với người nhà, mặt đỏ lên như đang xấu hổ. Làm sao vậy? Vẻ mặt Diệp Vô Phong đầy nghi ngờ. "Không có gì, anh tới tìm tôi có việc gì?" Bạch Nhạn Phi có chút tò mò. Diệp Vô Phong mỉm cười, "Cô muốn mở rộng công ty vệ sĩ tới Liêu Tây không? Chương 523, nhiệt tình mời cơm." Loại chuyện này đương nhiên là tôi muốn, nhưng anh cũng biết rồi đó, muốn tiến vào một địa phương mới phát triển là rất khó. Đặc biệt là bản thân cái địa phương này đã có công ty bảo an rồi nếu như chúng ta đến tranh giành làm ăn với họ thì căn bản là giành không nổi. Bạch Nhạn Phi không biết làm sao. Diệp Vô Phong hỏi cô nói có phải là công ty Chính Hòa đúng không? Bạch Nhạn Phi có chút giật mình, anh cũng biết cái công ty này. Tôi còn cho là anh không biết nữa chứ. Suy cho cùng thì anh và công ty Chính Hòa cũng không có nghiệp vụ cần thiết qua lại. Vừa nãy tôi đánh hai người của công ty Chính Hòa rồi. Diệp Vô Phong mỉm cười. Bạch Nhạn Phi sửng sốt cô ấy nghĩ mới đến liêu tây được mấy ngày chu thông đã liên tục đắc tội với nhà họ nguyên xí nghiệp chu tinh công ty chính hòa đây là muốn nghịch thiên sao cô ấy phát hiện chỉ cần nơi nào có diệp vô phong thì nơi đó nhất định sẽ không yên bình xem ra liêu tây lại bắt đầu xuất hiện một trận chấn động mới rồi cho nên cô nói với tôi cô không có hứng thú nếu có hứng thú đóng quân ở liêu tây thì tôi có thể giúp cô diệp vô phong mỉm cười anh giúp thế nào Công ty chính hòa đã đồng ý với tôi ba ngày sau sẽ rời khỏi Liêu Tây, ba ngày sau chúng ta tìm đến cửa nhà là được rồi, ông ta cũng đã đồng ý với tôi rồi. Diệp vô phong mỉm cười nói. Bạch nhạn phi nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy cách làm việc như thế này của Diệp vô phong rõ ràng là đào hố trịnh phi và lý thích. Nghe Diệp vô phong miêu tả mọi chuyện xảy ra xong, cô ấy liền hiểu ra, lý thích và trịnh phi tuyệt đối là chỉ vì muốn rời khỏi hiện trường trước mới đồng ý lời hứa kia nhưng Diệp Vô Phong căn bản là không phải chơi đùa với bọn họ, nói 3 ngày thì nhất định công ty chính hòa phải rời đi sau 3 ngày sau. Điểm này bọn họ căn bản là không biết, còn cho rằng Diệp Vô Phong sẽ không tìm đến bọn họ. Hoặc là nói bọn họ vẫn còn tự tin vào vệ sĩ và cao thủ của công ty mình, cho nên mới cho rằng dù Diệp Vô Phong có tìm tới cửa thì cũng không sao. Đối phương nhất định cho rằng Diệp Vô Phong chỉ là cao thủ cảnh giới tông sư. Bạch Nhạn Phi hiểu ra ngay, nếu như là cao thủ cảnh giới tông sư thì công ty chính hòa cũng có hai cao thủ cảnh giới tông sư cho nên cảm thấy hai cao thủ cảnh giới tông sư của công ty mình đã đủ để hạ gục diệp vô phong rồi bọn họ đúng là lạc quan thật bạch nhạn phi cười tươi chẳng qua sau ba ngày nữa tôi thấy cần thiết phải đi cùng cô đến công ty chính hòa một chuyến nếu như có thể đuổi công ty chính hòa đi thì công ty bản an long kiếm cũng có thể thuận lý thành trương tiến vào liêu tây rồi bạch nhạn phi không ngờ rằng niềm vui đến nhanh như thế Mới đầu cô ấy đến đây cũng chỉ vì đến tham dự hôn lễ của bạn mà thôi, nhưng bây giờ không chỉ còn đơn giản là đến tham dự hôn lễ như thế nữa, công ty Bảo An Long Kiếm dường như có thể thành công tiến quân vào lưu Tây. Diệp Vô Phong nói chuyện này cho Bạch Nhạn Phi xong thì về phòng của mình, chỉ là không được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh vốn là muốn yên tĩnh ngủ một giấc. Trước cửa là một người phụ nữ quen thuộc, mặc quần áo hàng ngày, tóc ngắn, ngũ quan tinh tế, mang một cố anh khí đem đến cho người ta cảm giác oai hùng mạnh mẽ anh có chút nghi hoặc mở cửa ra hỏi cô tìm tôi đúng vậy tôi còn chưa cảm ơn anh ơn cứu mạng nữa a mịch có chút xấu hổ nói chuyện này không cần phải cảm ơn hơn nữa cũng không tính là ơn cứu mạng diệp vô phong mỉm cười nó a mịch lắc đầu anh không biết nếu như lúc ấy anh mà không đưa tôi đến cục cảnh sát thì tôi khẳng định sẽ bị bọn họ giết chết rồi diệp vô phong cực kỳ khiêm tốn nói Nhìn bọn họ cũng không giống loại người hung ác như thế, cô thấy đấy, lúc ấy khi tôi muốn đưa cô đi thì bọn họ cũng không ngăn cản, cũng chỉ lý luận với tôi một chút mà thôi. Đương nhiên a à, mịch sẽ không cảm thấy bọn người lý thích sẽ bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy, hơn nữa lúc đó đối phương rõ ràng biết cô ấy là nội ứng, nếu không thì cũng sẽ không bỏ thuốc độc như thế. Nhưng rõ ràng cô ấy che giấu rất tốt mới đúng. Nhất định là có nguyên nhân gì đó trong đây nhưng nói thế nào thì tôi cũng muốn mời anh ăn một bữa cơm đây là điều tôi nên làm a mịch rất nhiệt tình diệp vô phong có chút tò mò nói cho cùng nếu như chỉ là đưa a mịch đến cục cảnh sát thì chuyện này đã có thể cho qua rồi mới đúng a mịch đây là muốn làm cái gì diệp vô phong không hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý buổi tối diệp vô phong đã bị a mịch đưa đến nhà của mình khiến diệp vô phong không ngờ đến là a mịch lại khéo tay nấu ngon đến như thế A Mịch chỉ ở một mình, là một cái nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, thuộc loại khu nhà ở cỡ nhỏ. Nấu xong thức ăn, hai người ngồi trên bàn ăn. Diệp Vô Phong hỏi, bình thường chỉ có một mình cô ở thôi sao? Đúng vậy, chẳng qua tôi có một người bạn, bình thường khi được nghỉ thì sẽ đến đây, cho nên tôi thuê nhà hai phòng. A Mịch mỉm cười giải thích. Diệp Vô Phong gật gật đầu, xem ra sinh hoạt cũng rất tốt, chỉ là lúc cô làm nội ứng cũng về đây. Đúng vậy, bởi vì lúc tôi làm nội ứng đây cũng là nơi tôi ở, bọn người kia căn bản sẽ không nghi ngờ tôi, thân phận của tôi bây giờ là một người bình thường, là một người thanh niên trẻ thôi học đại học xong rất thất vọng với cuộc sống này mà thôi. A à, Mịch đối với những chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, nhưng tôi cũng rất vô tội đó, không hiểu vì sao bọn họ có thể nhận ra tôi là nội ứng, rõ ràng tôi đã che giấu hết những thông tin về việc tôi là cảnh sát mới đúng, cấp trên cũng đã mã hóa hết các thông tin rồi. Diệp Vô Phong nghe A à Mịch nói, cũng không có nghĩ nhiều như thế. Lúc này A Mịch lại mỉm cười nói, "Nhưng thôi bỏ đi, thân phận nội ứng của tôi bị lộ rồi, xem ra chỉ có thể bỏ thân phận nội ứng này thôi." Như thế không phải càng tốt hay sao? An toàn hơn một chút." Diệp Vô Phong bình tĩnh nói. A Mịch lắc đầu, thật ra trước khi vụ án này còn chưa kết thúc thì tôi vẫn hy vọng bản thân mình là nội ứng. Xem ra là còn có nội tình bên trong." Diệp Vô Phong mỉm cười. Công ty Chính Hòa làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu, tôi nhất định phải tìm được chứng cứ phạm tội của bọn họ. Nếu như không phải nhà họ Nguyên vẫn luôn bảo vệ bọn họ thì bọn họ cũng không kiêu ngạo đến như thế. Bạch Nhạn Phi cắn răng. Diệp Vô Phong cũng không tò mò lắm, dù sao anh cũng biết, nhà họ Nguyên là gia tộc đứng đầu đứng thứ hai ở Liêu Tây, có thể bảo vệ nhiều người như thế cũng là điều bình thường. Hơn nữa loại quan hệ rắc rối phức tạp mới khiến cho thế cục của Liêu Tây phức tạp làm cho người bên ngoài muốn tiến vào căn bản là không được. Phía chính phủ muốn tiến hành quản lý Liêu Tây cũng không dễ dàng như thế. Tất cả là bởi vì cả Liêu Tây đều có dính líu với nhau. Không giống với thế cục của Đông Liêu là Âu Dương Lôi chỉ ít còn có chút kẻ thù. Ở Liêu Tây, nhà họ Nguyên lại không có, tất cả mọi người muốn làm ăn ở Liêu Tây đều phải dựa vào nhà họ Nguyên. Điều này mới hiện ra sự lớn mạnh của nhà họ Nguyên. Ngay từ lúc đầu Diệp Vô Phong đã biết, nhưng anh không hề tin tưởng Liêu Tây thật sự giống như thép đồng, trước sau là có đột phá. Giống như xí nghiệp thượng đạt, xí nghiệp thượng đạt là công ty thương nghiệp truyền thống, không liên quan đến rất nhiều ngành nghề trái pháp luật. Nhưng nhà họ Nguyên lại không muốn nhược điểm của bất cứ công ty gì là không có trong tay của họ cả, cho nên nhà họ Nguyên mới muốn để phong lệ na tiến vào nhà họ Nguyên. chương 524, bị người coi như súng mà sử dụng. Phong lệ na tiến vào nhà họ Nguyên, bố của Phong Lệ Na sẽ có điều kiêng kỵ với nhà họ Nguyên, suy cho cùng thì con gái ruột ở nhà họ Nguyên, khi làm chút chuyện thì luôn phải dựa vào nhà họ Nguyên. Chỉ là nếu như Phong Lệ Na không tính gả cho Nguyên Đông Thành thì chuyện này lại là một câu chuyện khác rồi. Diệp vô phong dường như nắm bắt được một điểm mấu chốt không tồi, có thể làm anh ở Liêu Tây nhiều thêm mấy nhóm hợp tác. Ăn xong cơm, A Mịch đi đến bên cạnh Diệp vô phong, đặt đĩa hoa quả đã bổ lên trên bàn, cô ấy cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp vô phong. Diệp Vô Phong cũng có chút giật mình nhìn A Mịch. Mà A Mịch thì lại mỉm cười, sao thế, một người phụ nữ như tôi còn không sợ, một người đàn ông to lớn như anh câu nệ cái gì chứ? Diệp Vô Phong nhìn xung quanh, nếu như không phải biết cô có thân phận gì thì tôi thật sự cho rằng cô chuẩn bị một điệu nhảy thần tiên cho tôi đấy. Vừa nói xong thì cửa phòng bị đá bật ra, Diệp Vô Phong ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa. Nhìn thấy bốn năm người đàn ông đang đi đến, trong đó có một tên rất tức giận, rất rõ ràng là bởi vì Diệp vô phong cho nên mới tức giận. Chẳng lẽ thật sự bị tôi nói chúng rồi, cuối cùng thì cô vẫn tính cho tôi một điệu nhảy thần tiên. Đối với chuyện này Diệp vô phong cực kỳ khó hiểu. Dù sao thì trong ấn tượng của anh, A Mịch hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện như thế này, anh cũng đã xác nhận thân phận của A Mịch khi ở trong cục cảnh sát rồi. Xác thực là cảnh sát. A Mịch chỉ trầm mặt xuống, cũng không nói chuyện, mà năm người đàn ông tiến vào, Trung chấn đảo nhuộm cái đầu màu xanh lá cây tức giận nói: "A Mịch, em có ý gì?" "Không phải em vẫn luôn biết tâm ý của anh sao? Hơn nữa anh cũng đã nói qua, anh thích em, em là người phụ nữ của anh, ai cũng không được động vào em." A Mịch chỉ lạnh nhạt phát chéo hai chân, ngay lập tức bày ra khí thế của một tên côn đồ, chỉ thiếu mỗi điếu thuốc, "Loại chuyện này là anh tình tôi nguyệt, tôi thích mẫu người như thế này, mà không phải mẫu người như anh. Hơn nữa, anh luôn miệng nói thích tôi, vậy khi tôi bị bọn người lý thích đưa đi thì anh đang ở đâu? Trung Trấn Đào vội vàng giải thích, lúc đấy anh thật sự không biết em bị đưa đi, anh đang ngủ mà. A Mịch cười nhạo, vừa thôi, anh cho rằng tôi thật sự không biết sao. Đám đàn em của anh không phải tin tức rất nhanh sao? Các anh sẽ không biết tôi bị lý thích đưa đi sao? Trung nhất đào tự dưng không biết phải trả lời A Mịch như thế nào, cuối cùng anh ta chỉ mũi nhọn về phía Diệp Vô Phong, thằng khốn này, mày có biết cô ấy là phụ nữ tao không mà dám ở cùng một chỗ với phụ nữ của tao? Diệp vô phong vẫn kinh ngạc nhìn a mịch như cũ, chỉ thấy a mịch cho anh một cái nhìn, giống như cầu xin Diệp vô phong diễn tiếp cảnh này. nhìn bộ dạng của Trung Trấn Đào, anh cũng không có kinh lắm, cho nên lạnh nhạt nói: mọi người đều là bạn tình tôi nguyện, cũng không phải là tôi bức bách cô ấy làm loại chuyện này. Trung Trấn Đào căm phẫn chỉ vào Diệp vô phong: tao không cần biết mày là ai, hôm nay tao sẽ giết mày mấy đứa đàn em phía sau lưng anh ta xông lên về phía diệp vô phong ở căn phòng nhỏ này có vẻ có chút chật trội nhưng đối với diệp vô phong mà nói thì căn bản là không có ảnh hưởng nhiều lắm quyền cước nhanh chóng xuất ra chỉ thấy bốn tên đàn em đều bay ngược ra ngoài sau khi đập vào tường thì không đứng dậy nổi nữa mà cuối cùng chỉ còn lại trung trấn đào là còn có thể đứng lên vẻ mặt trung trấn đào trở nên kinh hãi hoàn toàn không ngờ rằng diệp vô phong có thể giải quyết đám đàn em của anh ta dễ dàng như thế Diệp vô phong đặt một tay lên bả vai của anh ta, ngay tức khắc cả người anh ta đều run lên, biểu cảm trên mặt biến từ hung ác thành sợ hãi. Hai tay anh ta chắp lại, đại ca, em có mắt không thấy Thái Sơn, thực ra người phụ nữ này không phải của em, anh tha cho em đi. Diệp vô phong lạnh nhạt hỏi, mày nói tao tha cho mày thì tao tha cho mày chắc, như vậy không phải rất mất mặt sao? Trung Trấn đào bày ra bộ mặt đau khổ, cũng không có bất cứ ý kiến nào, giờ phút này anh ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, những chuyện còn lại cũng không muốn quan tâm cái gì hết đại ca em cút ra ngoài em quỳ ra ngoài được không anh tha cho em đi diệp vô phong nở nụ cười vừa nãy tao nghe nói tin tức của mày rất nhanh đúng không trung trấn đào nhanh chóng gật đầu vậy đưa phương thức liên lạc của mày cho tao đến lúc tao cần mày cung cấp tình báo thì tao sẽ tìm mày diệp vô phong nói trung trấn đào vội vàng lấy giấy và bút viết số điện thoại lên giấy chỉ là lúc này Diệp Vô Phong lại nói thêm một câu, nếu như cái số điện thoại này mà không liên lạc được với mày thì tao sẽ đặc biệt đi tìm mày, chẳng qua đến lúc đó mày đừng nói là tao không tha cho mày. Trung Trấn đào vội vàng gạch số điện thoại, sau đó lại viết lại một cái mới. Lúc này Diệp Vô Phong mới hài lòng cất tờ giấy, được rồi, không còn chuyện gì nữa thì chúng mày có thể rời đi, sau này A Mịch chính là người phụ nữ của tao, chúng mày không được tìm đến cô ấy nữa đương nhiên mấy người trung trấn đảo sẽ không đến đây nữa bây giờ bọn họ coi như là biết được thực lực của diệp vô phong rồi dễ dàng hạ gục bọn họ như thế hiển nhiên là đã từng luyện qua mà ở liêu tây bình thường cao thủ luyện qua đều dưới trướng của nhà họ nguyên cho nên rất có khả năng người trước mắt này chính là người bên nhà họ nguyên sau khi nghĩ đến điều này bọn họ cảm thấy diệp vô phong là đối thủ không thể trêu chọc được bọn họ sợ tè ra quần trốn chạy ra ngoài còn Diệp Vô Phong thì ngồi trên sofa, lạnh nhạt nhìn A Mịch, anh biết A Mịch biết chuyện này. Rất rõ ràng là coi anh như súng mà sử dụng mà. Cảm giác bị người ta lợi dụng rất khó chịu, cho nên bây giờ anh chỉ muốn biết A Mịch rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chắc là cô nên cho tôi một lời giải thích nhỉ?" Diệp Vô Phong hỏi. A Mịch bất đắc dĩ thở dài, "Thật ra tôi cũng không muốn như vậy, nhưng nếu như tôi không làm như thế, công việc nội ứng của tôi sẽ không còn cách nào tiếp tục nữa." hơn nữa tôi biết thực lực anh rất mạnh nếu không thì cũng không thể cứu tôi ra từ trong tay của lý thích diệp vô phong cười nếu như võ công của tôi không mạnh mà bởi vì thân phận của tôi mạnh thì sao a mịch ngẫm nghĩ trả lời cho dù là như thế thì tôi vẫn sẽ bảo anh đến đây dù sao nếu như thân phận của anh cao thì anh không cần phải ra tay lộ thân phận của mình ra thì bọn họ sẽ không dám động đến anh tuy người đó là tên hung thần ác sát trung chấn đào nhưng anh ta chỉ là một tên chuyên bắt nạt kẻ yếu mà thôi nếu như không phải tôi ở một mình thì anh cũng không dám làm càn như thế. Cô nếu đã là cảnh sát thì thân thủ của cô chắc là không tệ mới đúng chứ, một mình cô giải quyết bọn họ chắc là cũng làm được thì nhất định cần tôi ra tay sao? Đối với chuyện này Diệp Vô Phong rất kinh ngạc. A mì càng bất đắc dĩ hơn, ở đây tính chất không giống nhau. Diệp Vô Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì nếu như tôi ra tay thì tất cả thù hận đều ở trên người tôi. Nếu như cô ra tay cho dù là đánh bại bọn họ thì bọn họ sẽ càng đánh càng hăng, hơn nữa người đến sẽ càng ngày càng nhiều. Tự nhiên Diệp Vô Phong biết được điểm này, nếu như không phải mình ra tay thì bọn người trung chấn đảo sẽ không để yên như thế. chương 525, yêu cầu hèn mọn của đàn bà. Cho dù A Mịch có giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, hơn nữa trong mắt bọn họ cô. A Mịch gật đầu, cảm thấy có chút ngại nhìn Diệp Vô Phong, bởi vậy nên mới chỉ có thể nhờ anh tới giúp nhưng mà tôi sẽ bù đắp cho anh, đợi tôi giải quyết xong vụ án này là có thể bù đắp cho anh được rồi. Diệp vô phong nghĩ ngợi một chút rồi nói, thực ra hai ông chủ của công ty chính hòa đều đồng ý với tôi rồi, ba ngày sau sẽ chuyển khỏi Liêu Tây, thế nên nếu cô muốn điều tra thì mau chóng nắm bắt thời cơ đi. Chuyển đi, vì sao, mặt A ngơ ra, cô ấy chưa từng thu được tin tức nào như thế cả. Diệp vô phong cười nhẹ, lúc đó bọn họ bị tôi bắt giữ, tất nhiên phải có điều kiện gì đó tôi mới thả họ đi được. Sau khi nghe xong, A cảm thấy bản thân như vừa nghe được một câu chuyện cười vậy, cô ấy trợn to mắt lên nhìn Diệp Vô Phong, có phải anh cũng nói cho vui thôi không? Lời bọn họ nói sao có thể tin được, nội việc công ty chính Hà đã bén dễ cực sâu ở vùng Liêu Đông này, nếu như bọn họ chuyển đi, vậy chẳng khác nào nhổ rễ của bọn họ đi cả. Diệp Vô Phong nhún vai, mặc kệ bọn họ có phải đang nói đùa hay không, nếu đã đồng ý với tôi chuyện gì thì phải làm cho ra việc đó, nếu không tôi đành phải dùng cách của mình để bọn họ thực hiện lời hứa. A Mịch chỉ có thể oxy hóa lời, kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Nhưng A Mịch vẫn nghĩ Diệp vô phong thế nào cũng không có cách gì để khiến công ty chính Hà rời khỏi Liêu Đông, dù sao bọn họ luôn chỉ phát triển ở Liêu Đông, chưa từng mở rộng thị trường bên ngoài bao giờ. Cho nên bọn người lý thích sẽ không làm theo những lời Diệp vô phong nói đâu mà a mịch rất tò mò diệp vô phong sẽ dùng cách gì để xử lý mấy người lý thích và trịnh phi đúng lúc này điện thoại của diệp vô phong reo lên là bạch nhạn phi gọi tới diệp vô phong thấy có chút kỳ lạ nghe điện thoại đêm hôm khuya khoát thế này bạch nhạn phi còn tìm mình chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi alo có chuyện gì diệp vô phong nghe điện thoại giọng nói sốt sắng của bạch nhạn phi truyền tới diệp vô phong nana vừa nãy nhắn cho tôi một tin Nói tôi tới cứu nó, nó đang ở trong Club Hào Thiên. Diệp Vô Phong thấy lạ, hỏi Club Hào Thiên, nó tới mấy chỗ đó làm gì? Ai mà biết tên Khốn Nguyên Đông Thành đã nói với Nana chuyện gì, khiến cho Nana tới mấy nơi như vậy. Bạch Nhạn phi cực kỳ giận dữ, nhưng cô ấy biết điều quan trọng nhất bây giờ là cứu được Phong Lệ Na ra ngoài. A à, Mịch sau khi nghe thấy cái tên Club Hào Thiên đã dùng một ánh mắt khác thường nhìn Diệp Vô Phong, bởi vì cô ấy biết Club Hào Thiên là một vũ trường ăn chơi trác táng trong đó có rất nhiều trò chỉ có người lớn mới được phép chơi. Mà club hào thiên này là club lớn nhất ở lưu Đông, người có thể vào đó chơi đều là người có tiền cả, ở trong đó, có thể nói là tiền tiêu như nước, trong vòng một đêm, một người ở đó có thể tiêu hết vài ba chục triệu. Một nơi như thế tuyệt nhiên không phải nơi người bình thường có thể tới. Được rồi, bây giờ tôi qua đó, cô tự mình cẩn thận chút, cũng có thể đây là cái bẫy của người nào đó. Diệp vô phong nhắc nhở. Tôi biết rồi, Bạch Nhạn Phi nói xong bèn cúp máy. Diệp Vô Phong đứng dậy, nhìn A Mịch rồi nói, "Bây giờ tôi có chút chuyện phải đi rồi." A Mịch gật đầu. Sau khi ra khỏi nhà, lần đầu tiên Diệp Vô Phong lái xe tới trước cửa chính Club Hào Thiên, quả nhiên Club Hào Thiên này lớn thật, đặc biệt là hai con sư tử đá cao 3 mét ở cửa, đúng là oách xà lách thật. Trước cửa Club Hào Thiên đậu rất nhiều xe, mỗi chiếc trên vài trăm triệu khá hay thấy, thậm chí còn có vài chiếc trên cả tỷ bạc anh đứng trước cửa, nghĩ ngợi một hồi, vẫn là vào xem tình hình ra sao rồi nói tiếp, ai mà biết tới khi nào Bạch Nhạn Phi mới đến. Nhà A Mịch khá gần Club Hào Thiên này, nên chuyện chạy sang đây cũng chỉ mất vài ba phút thôi. Bước vào trong club, Diệp Vô Phong thấy phục vụ chạy qua nở nụ cười thân thiện, ngài đây, ngài có đặt bàn chưa ạ? À? Diệp Vô Phong gật đầu, có rồi, nhưng tôi phải hỏi xem bọn họ ngồi ở bàn số mấy, ở chỗ tôi không cần cậu giúp gì đâu cậu có thể đi làm việc của mình đi. Nhân viên phục vụ nghe thấy vậy mới rời đi. Diệp vô phong nhìn xung quanh, phát hiện ra độ ấm ở đất rất ư dễ chịu, đại sảnh này giống như một khu vực chỉ để nghỉ ngơi vậy, mà nếu đi sâu vào bên trong sẽ giống như đi vào một quán bar. Vừa hay lúc này là lúc quán bar sầm uất nhất, khắp mọi ngóc ngách đều là người với người, mà tiếng nhạc đủ để át hoàn toàn tiếng người, nhìn thấy mấy người điên cuồng lắc lư giống như một đám yêu tinh bay lắc vậy. Đúng vào lúc anh đang muốn tiếp tục đi tiếp thì lại thấy một bóng dáng rất đối quen thuộc, người này là người lần trước đứng bên cạnh Chu đại thiếu, bây giờ Chu đại thiếu phải nhập viện rồi, người trẻ tuổi này hình như lại tìm thấy người khác làm bạn rồi. Nhưng vẫn không sửa được thói quen làm chuyện xấu. Việc phong lệ na cầu cứu rất có thể có liên quan đến người này, thế là Diệp Vô Phong bèn đi theo người này tiến về phía trước. Rất nhanh đã thấy người đàn ông mặc áo khoác này bước vào căn phòng bao riêng số 1. Diệp Vô Phong đi về phía trước, đến trước cửa phòng lại phát hiện ra trên cửa phòng không có mắt quan sát, bèn cảm thấy có gì đó rất đáng nghi. Nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra, đây là kiểu cố ý làm vậy, loại phòng bao này được làm để đặc biệt dùng cho một số người, mà một số người này làm một số chuyện không được phép để người khác nhìn thấy. Thế nên mới sinh ra loại phòng không có mắt quan sát và cách âm tốt thế này. Nhưng điều này đối với Diệp Vô Phong mà nói cũng là một chuyện tốt, lỡ như bên trong có xảy ra chuyện gì, thì bên ngoài cũng không thể biết được. Diệp vô phong sửa sang lại quần áo rồi sau đó mở cửa ra. Rất nhanh bèn thấy có bốn năm người đàn ông, xà nẹo bên cạnh có mười mấy cô gái đang cùng nhau chơi trò chơi, quần áo của mấy cô gái kia đã cởi tới mức chỉ còn dư lại một lớp vải rồi. Âm thanh lộn xộn vang lên khắp căn phòng. Diệp vô phong nhìn thấy phong lệ na ở góc khuất nhất của căn phòng, lúc này trên khuôn mặt phong lệ na chỉ còn thừa lại chút lạnh lẽo, thê lương, trên người còn có thêm một vết thương mà Nguyên Đông Thành không hề có mặt ở nơi này. Nhìn thấy cửa bị mở ra, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Vô Phong, mà lúc này tất cả bọn đàn ông đều cảm thấy không vừa lòng. Trần Sinh ban nãy vừa mới bước vào vỗ vỗ chán, ngại quá, quên khóa cửa. Anh ta nói xong bèn quay sang quát với Diệp Vô Phong, mày là ai đó, không thấy bọn tao trong này còn đang bận sao. Còn không mau biến cho tao. Những người khác lại quay lại tiếp tục chơi trò chơi của mình, không ai thèm để ý tới Diệp Vô Phong nữa. Trần Sinh vậy mà dám tới trước mặt Diệp Vô Phong, hách dịch nói, cái thằng này mày bị mù mắt chó rồi hả, không thấy phòng bọn tao bao là phòng gì hả? Tao không gọi mày, mày vào đây làm gì? Diệp Vô Phong chỉ lạnh lùng cười nhạt, sao thế, mới có mấy ngày thôi mà, không nhận ra anh mày rồi hả? Sau khi nghe lời đó xong Trần Sinh có chút nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Vô Phong, thực sự cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là không biết đã gặp ở đâu. Này Trần Sinh, mày có ý gì vậy? Một tên phục vụ nhỏ bé cũng không làm gì được, nếu như không làm được nữa thì cút dùm tao đi, để tao cho nó biết hậu quả cuộc việc xông vào đây." Từ sau Trần Sinh có một thanh niên trẻ người non dạ hống hách nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 526, phải biết tự cứu mình. Trần Sinh tranh thủ thời gian cười lấy lòng với người trẻ tuổi này, "Cậu la, anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đuổi anh ta ra ngoài." Trần Sinh vươn tay bắt lấy cổ áo Diệp vô phong, nhóc con, có phải nhóc muốn ăn đòn hay không? Tao bảo mày đi ra ngoài mày không nghe thấy à? Chỗ này của bọn tao toàn là những người có địa vị cao, biết không? đều là cậu ấm, tùy tiện nói một cũng có thể làm cho mày không thể lăn lộn ở Lưu Tây được nữa. Tao không biết mày đã gặp tao ở đâu, nhưng bây giờ mày cút ngay ra ngoài cho tao. Diệp vô phong cười ha ha, xem ra mày cũng không để ý đến Chu Diệp lắm, cho nên lúc Chu Diệp vẫn đang nằm viện thì mày đã ra. Trần Sinh biến sắc, sau khi nghe thấy cậu Chu, ở trong đầu của anh ta nhớ lại người đàn ông ở cạnh Phong Lệ Na, cái bóng trong đầu anh ta giống y hệt diệp vô phong, ngay sau đó anh ta há to mồm, vẻ mặt sợ hãi. Anh ta nhanh chóng thả cổ áo diệp vô phong ra, vừa muốn quay đầu nói chuyện thì bị cậu la đẩy ra, vẻ mặt cậu la khinh thường, anh là nhân viên công tác nơi này phải không? Mới tới sao, đã dám đến quấy giày chúng ta chơi, vậy sẽ phải bị trừng phạt, bây giờ lập tức cởi quần áo cho tôi. Diệp Vô Phong chỉ lạnh nhạt nhìn cậu la, ngay sau đó qua cậu la nhìn sang Phong Lệ Na đang ở nơi hẻo lánh, lúc này Phong Lệ Na chỉ cúi đầu khóc nức nở, một dáng vẻ đáng yêu. Dường như là tất cả người ở đây đều đang bắt nạt cô ta. Diệp Vô Phong lạnh nhạt gọi, "Phong Lệ Na, tôi đến rồi, không đi là muốn chờ cơm ở đây à?" Phong Lệ Na nghe thấy có người gọi cô ta, toàn thân cô ta run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Phong, nước mắt lại chảy dài. Cô ta không nghĩ tới Nguyên Đông thành bảo cô ta đến xã giao là xã giao theo kiểu này. Mà cậu La ở một bên thấy Diệp Vô Phong không để ý tới anh ta, anh ta lặng lẽ lấy một chai rượu ở trên mặt, sau đó nâng chai rượu lên đập lên đầu Diệp Vô Phong. Cho mày láo này, dám không nhìn tao. Dáng người của cậu La không cường tráng, mà tốc độ anh ta đập chai rượu xuống tới cũng không nhanh lắm, Diệp Vô Phong nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay của anh ta cậu la thay đổi vẻ mặt mày liệu hồn mà buông ra cho tao đương nhiên diệp vô phong sẽ không nghe anh ta mà nhìn về phía phong lệ na trần sinh ở bên cạnh nói anh buông cậu la ra anh biết cậu la là ai không anh ta là cậu ba của nhà họ la nếu anh dám động tay vào anh ta tuyệt đối nhà họ la sẽ không bỏ qua cho anh diệp vô phong lại chỉ cười nhạo nhà họ la nhà họ la hay doanh nghiệp chu tinh lợi hại hơn hả lớn mạnh hơn nhà họ nguyên sao Trần Sinh còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng chờ đến lúc anh ta tỉnh táo lại thì Diệp Vô Phong đã đập chai rượu trên tay cậu la vào đầu của anh ta. Bốp, chai rượu trực tiếp vỡ vụn, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết, cả phòng bao đều yên lặng, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu la. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Diệp Vô Phong, cũng không biết Diệp Vô Phong lấy cái gan đó ở đâu mà dám ra tay với cậu la. Trần Sinh mới hiểu được lời Diệp Vô Phong mới vừa nói là có ý gì ngay cả nguyên đông thành người ta còn đánh cũng không sợ lại đắc tội thêm một nhà họ la dù sao ở trước mặt nhà họ nguyên nhà họ la chỉ là đàn em mà thôi sau khi trần sinh hiểu được đã muốn rời khỏi chỗ này anh ta biết rõ kết quả của chu diệp bây giờ vẫn đang nằm trong phòng bệnh vẫn chưa tỉnh lại dường như là bởi vì đứt gãy xương sườn đâm đến phổi lúc ấy nếu chỉ chậm một chút nữa sẽ không cứu được anh ta biết diệp vô phong dám làm loạn lúc này cậu la che chán của mình ngã trên mặt đất bò đi bò lại mặc dù chán là nơi rất cứng rắn thế nhưng chẳng qua thịt trên người cậu la là cậu chủ cũng chưa bị đánh bao giờ cho nên sau khi bị diệp vô phong đập một cái trên chán tràn đầy máu tươi lúc này anh ta chỉ cảm thấy mình sắp chết rồi mặt mũi chảy đầy máu tươi diệp vô phong nói với phong lệ na vẫn đang sợ hãi không dám lên tiếng tôi đến đây để cứu cô nhưng cuối cùng cô vẫn phải tự cứu bản thân nếu như ngay cả chính cô cũng từ bỏ mạng sống của mình vậy không còn gì để nói bây giờ tôi sẽ rời đi ngay lập tức để cô tự sinh tự diệt anh thật chịu phục với phong lệ na mà phong lệ na cũng không được tính là bạn của anh nếu như bạn của anh anh sẽ quay người rời đi ngay lập tức anh sẽ không làm loại chuyện này có một số người không đáng cứu cũng chỉ có người tốt bụng như bạch nhạn phi mới giúp đỡ phong lệ na mà thôi phong lệ na thấy diệp vô phong chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta cô ta cắn bờ môi của mình mà lúc một tên đàn ông bên cạnh phong lệ na đứng lên đến bên cạnh phong lệ na bắt lấy mái tóc dài của phong lệ na anh ta tươi cười ngay cả nguyên đông thành cũng ngầm cho phép chúng ta có thể làm như vậy cô cho rằng mình có thể chạy đi sao nếu như bây giờ cô rời khỏi nơi này chúng ta sẽ nói với nguyên đông thành đến lúc đó cũng đừng có trách chúng ta không có giúp cô nha lúc này trần sinh chỉ cảm thấy bầu không khí càng ngày càng khủng bố anh ta muốn rời khỏi nơi này anh ta đứng bên người Diệp Vô Phong, cảm giác được loại sát khí trên người Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong dùng tay bắt lấy một mảnh thủy tinh, lạnh lùng nhìn tên đàn ông, "Tôi bảo cô ta qua đây, anh ngăn cản là có ý gì? Chẳng lẽ cho là anh có thể so sánh với cậu la trên mặt đất này sao?" Lý Phi cười ha ha, nhóc, tôi không biết anh tới từ đâu, thế nhưng anh nhìn toàn bộ người trong phòng này, có ai không phải tai to mặt lớn ở Liêu Tây chứ? Đám người chúng tôi cũng đủ để ảnh hưởng hướng đi trào lưu của đám trẻ ở Liêu Tây, biết tại sao không? Bởi vì chúng tôi là thế hệ trẻ tuổi tài năng xuất chúng của Liêu Tây, anh dám đụng đến chúng tôi à? Đừng nói đến Liêu Tây, đến cả hào thiên hội sở này anh cũng không ra được. Diệp vô phong thở dài một hơi, thật sao? Xem ra trào lưu Liêu Tây cũng không có gì đặc biệt lắm. Đương nhiên anh biết Lý Phi nói hướng đi trào lưu là cái gì, đó chính là chút giải trí phạm pháp, tỉ như là uống thuốc này nhưng có liên quan gì đến anh sao? Anh chỉ muốn đưa Phong Lệ Na đi mà thôi, chuyện còn lại cũng không quản nhiều như vậy. Cho anh 3 giây buông Phong Lệ Na ra, sau 3 giây, tay của anh sẽ gãy mất. Diệp vô phong lạnh nhạt nói. Lý Phi càng thêm ngang ngược, nắm tóc Phong Lệ Na, lôi Phong Lệ Na đến giữa phòng bao. Trong lòng Diệp vô phong mặc niệm 3 giây, nhìn thấy Lý Phi chẳng những không thả Phong Lệ Na ra, ngược lại càng thêm ngang ngược, lập tức ném mảnh thủy tinh trong tay qua thật giống như một thanh phi đao, nhanh chóng bắn ra, mảnh thủy tinh chuẩn xác chém đứt cổ tay Lý Phi, gần tay trực tiếp bị chặt đứt. Động mạch chủ không ngừng tuôn máu tươi, lúc này toàn bộ phụ nữ bên trong phòng đều sợ hãi trốn ở một góc. Các cô gái này chưa từng thấy qua chuyện này, ở chỗ này còn chưa gặp qua ai to gan đánh Lý Phi. Thế nhưng chuyện máu me trước mặt này lại làm cho các cô hiểu rõ, lần này bọn Lý Phi đã chọc nhầm người rồi, rõ ràng người này chính là tên hung ác. Chương 527, đều đánh gãy một cánh tay. Lý Phi trừng to mắt, kêu thảm rồi lui về sau, anh ta cầm lấy tay mình, nhưng máu tươi vẫn không có cách nào ngừng lại. Diệp Vô Phong mỉm cười nhìn Lý Phi, dựa theo tốc độ máu chảy của người, động mạch chủ của anh đã bị cắt đứt, trong vòng 10 phút sẽ lên cơn co giật, bây giờ anh còn có 10 phút đến bệnh viện. Lý Phi sợ hãi nhìn Diệp Vô Phong, anh ta tranh thủ thời gian xông về phía trước, đương nhiên anh ta không muốn chết ở chỗ này. Cho nên anh ta mau chóng rời khỏi phòng bao này. Đáng tiếc là Diệp Vô Phong đứng ở cửa với dáng vẻ không định tránh ra một con đường. Sau khi Lý Phi xông lên, Diệp Vô Phong đạp một phát lên người anh ta, "Tôi có nói để cho anh đi sao? Không phải vừa rồi rất phách lối sao? Sao bây giờ lại sợ như vậy?" Bọn người Lý Phi vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, thật sự bọn họ không ngờ sẽ gặp phải loại chuyện này ở Hào Thiên hội sở, phải biết Hào Thiên hội sở là sản nghiệp của nhà họ Nguyên dám gây chuyện trong sản nghiệp của nhà họ nguyên đó chính là chừa mặt mũi nhà họ nguyên đây là hành động tìm chết nhưng bọn họ không biết diệp vô phong đã đánh nguyên đông thành từ lâu có thể nói bây giờ đã đắc tội nhà họ nguyên lý phi kêu thảm lao về phía cửa phòng lần nữa anh ta biết nếu như mình không nhanh đi bệnh viện thì sẽ chết ở chỗ này mà hiển nhiên là anh ta không muốn chết diệp vô phong lại chỉ lạnh lùng nhìn lý phi lý phi đi đến trước mặt anh thì lập tức quỳ xuống anh ơi anh mau thả em đi, em chưa muốn chết. Diệp Vô Phong mỉm cười, đúng, anh không muốn chết, nhưng hành vi của anh lại tìm đường chết na. Em sai rồi, em là súc vật, anh hãy bỏ qua cho em đi, này em không dám. Lúc này Lý Phi đã chẳng còn cần tôn nghiêm, anh ta biết nếu như Diệp Vô Phong không cho anh ta đi thì anh ta sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại đã qua một phút, mà đường đi đến bệnh viện cũng phải mất 5 phút, cho nên bây giờ kéo dài một phút đều vô cùng nguy kịch diệp vô phong chỉ vào phong lệ na đi quỳ gối trước mặt cô ta rồi xin lỗi đàng hoàng cho tôi lý phi ngạc nhiên một chút làm sao vậy không muốn sao lý phi nghe thấy câu hỏi của diệp vô phong cơ thể lập tức run lên sau đó tranh thủ thời gian bỏ đến trước mặt phong lệ na quỳ dập đầu mấy cái phong lệ na thật xin lỗi tôi là súc vật cô hãy bỏ qua cho tôi đi cô bảo bạn cô tranh ra được hay không lúc này phong lệ na vẫn đang đần độn còn chưa kịp tỉnh táo lại Hành vi này của Diệp Vô Phong thật sự quá lớn mật, thật là muốn đắc tội với toàn bộ cậu chủ của Liêu Tây sao? Có điều nhìn thấy Lý Phi đau khổ cầu xin, cuối cùng cô ta vẫn nhìn sang Diệp Vô Phong, muốn nói lại thôi. Diệp Vô Phong rõ ràng biết Phong Lệ Na muốn nói gì, có chút thất vọng mở đường, anh có thể đi. Sau khi Lý Phi nghe thấy thì mừng rỡ như điên, rời khỏi phòng bao, mà những người khác thì tranh thủ thời gian đi đến trước mặt Diệp Vô Phong, cũng muốn đi ra khỏi chỗ này. Nhưng Diệp Vô Phong nhếch miệng mỉm cười, vận mệnh của các anh cũng không nằm trên tay của tôi, chút nữa bạn tôi sẽ tới, các anh sẽ thế nào là do bạn tôi định đoạt, cho nên các anh cứ cầu nguyện đi, nếu như bạn tôi yếu lòng nương tay thì đương nhiên các anh có thể rời đi, nhưng nếu như bạn tôi muốn tôi xử lý các anh, vậy thì hôm nay các anh cũng phải chết ở nơi này. Sau khi nói xong lời này, tất cả người trẻ tuổi đều là vô cùng sợ hãi, còn Trần Sinh đứng ra, cẩn thận nói, thật ra chúng tôi cũng không làm gì phong lệ na. Chuyện vừa rồi đều là Lý Phi làm, chúng tôi chỉ tự chơi." Diệp Vô Phong lạnh nhạt liếc Trần Sinh, cũng không nói lời nào. Trần Sinh lại nói tiếp, cho nên oan có đầu nợ có chủ, nếu như anh muốn trả thù, cứ đi tìm Lý Phi là được. Diệp Vô Phong lắc đầu, "Với tôi mà nói, mấy người trong phòng này đều giống nhau, dù sao tôi cũng không quen các anh, mà tôi nói rồi, hôm nay vận mệnh của các anh là do bạn của tôi quyết định." Vừa nói xong, Bạch Nhạn Phi đã nhắn cho Diệp Vô Phong là cô ấy đã đến phòng bao, lúc này khi nhìn thấy Phong Lệ Na, vẻ mặt đều là đau lòng, cô ấy lại không hiểu vì sao Phong Lệ Na lại làm việc cho Nguyên Đông Thành không điều kiện, cho dù những chuyện này đối với cô ấy vô cùng đau khổ. Bạch Nhạn Phi nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, bọc lên người Phong Lệ Na, lúc này mới tức giận nhìn đám người trong phòng. Diệp Vô Phong mỉm cười, "Được rồi, giờ bạn của tôi đã đến đây." Kết quả của các anh thế nào sẽ dựa vào tâm trạng của cô ấy. Rất hiển nhiên, tâm trạng của cô ấy không tốt, cho nên tốt nhất các anh cẩn thận một chút đi. Sau khi Diệp Vô Phong nói xong, những người khác đều sợ hãi, còn Trần Sinh lại biết Bạch Nhạn Phi, anh ta lập tức nói với Bạch Nhạn Phi, "Bạch Nhạn Phi, chắc cô không biết thân phận của mấy người trong phòng bao này, cô là bạn của Phong Lệ Na, vậy chắc cô biết, nếu mấy người ở trong phòng này xảy ra vấn đề gì, vậy chỗ của Nguyên Đông Thành cũng sẽ không dễ ăn nói." Bạch Nhạn Phi ngạc nhiên một chút, cô ấy không nghĩ tới đến lúc này mà còn dám uy hiếp cô ấy. Cô ấy rất tức giận nói, "Một đám nhãi các anh, bây giờ tôi chỉ muốn giết chết hết các anh, về phần anh nói nhà họ Nguyên gì đó, sau khi tôi giết chết các anh sẽ trở về Liêu Đông, có bản lĩnh thì cứ để nhà họ Nguyên đến Liêu Đông xem, tôi sẽ khiến anh ta một đi trở lại." Trần Sinh bất ngờ, anh ta không nghĩ tới vậy mà Bạch Nhạn Phi lại mạnh mẽ như vậy, điều này không giống với những gì anh ta điều tra. Bạch Nhạn Phi tiếp tục cắn răng nói, "Về phần Nana, dù có chói thì tôi cũng chói cô ấy về Liêu Đông." Trần Sinh cắn răng, rất không cam lòng, nhưng anh ta cũng không dám kích thích Bạch Nhạn Phi, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Diệp Vô Phong đi tới, hỏi Bạch Nhạn Phi, "Bây giờ cô có quyền lợi đưa ra quyết định, coi như vận mệnh của bọn họ ở trên tay của cô." Bạch Nhạn Phi lạnh lùng nhìn đám người Trần Sinh, đương nhiên cô ấy biết có thể mấy người ở đây không giàu thì cũng có quyền nhưng mà cô ấy vẫn không yếu đuối. Đánh gãy một cánh tay của tất cả mọi người, tôi muốn bọn họ nhớ kỹ được sự đau đớn của ngày hôm nay, lúc làm việc bậy bạ thì sẽ nghĩ tới trừng phạt hôm nay. Bạch Nhạn Phi không cho bọn họ một chút mặt mũi nào. Diệp vô phong lại mỉm cười gật đầu, điều này lại rất hợp lý. Lúc này tất cả các cậu ấm đều vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, đương nhiên bọn họ không muốn mình tay của mình bị gãy mất, cho nên đều nhao nhao cầu xin, trong lúc nhất thời khắp nơi trong phòng bao đều là tiếng cầu xin. Bọn cậu ấm này không cần gì mặt mũi nữa, mà chỉ muốn an toàn ra ngoài. Chỉ tiếc là Diệp Vô Phong không hề do dự chút nào, mỗi một lần ra tay đều có thể vặn gãy một cánh tay của một người đàn ông, trong dạp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Trần Sinh che tay của mình, sau khi bớt đau đớn, anh ta căm giận nhìn Diệp Vô Phong, bây giờ anh cứ ngang ngược đi, nếu như muốn anh đi ra khỏi Liêu Tây, trừ phi anh có thể diệt toàn bộ gia tộc ở Liêu Tây. Vừa nói xong, Diệp Vô Phong lại mỉm cười, mục đích của tôi đến đây chính là nó. chương 528, cho anh một bà tai. Vậy ý của anh là muốn tiêu diệt cả nhà họ Nguyên sao? Lúc này có mấy người từ bên ngoài bước vào, người đứng đầu khoảng 30 tuổi, nhưng cách ăn mặc vẫn rất thời trang, mấy thanh niên trẻ tuổi đi theo thì mặc một mẫu quần áo giống nhau, một. Diệp Vô Phong nhướng mày, lạnh nhạt nhìn người đó. Anh là ai? Diệp Vô Phong tò mò hỏi ở địa bàn của tôi, còn hỏi tôi là ai ư? Chẳng lẽ anh không biết lắp hào thiên này hiện tại do Nguyên Đạt Tiêu tôi giám sát sao? Nguyên Đạt Tiêu nhìn Diệp Vô Phong với vẻ chế nhạo. Diệp Vô Phong cảm giác mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, anh đã nhanh chóng nhớ ra, Nguyên Đạt Tiêu này có phải là từng xuất hiện cùng lúc với đường chảm không? Nhìn thấy tay chân lành lặn của Nguyên Đạt Tiêu, Diệp Vô Phong có chút kinh ngạc, tình huống này hẳn là không đúng, đường chảm ra tay thì chuyện mất mạng cũng không có gì bất thường nhưng nguyên đạt tiêu đang đứng trước mặt anh với đôi chân lành lặn điều này khiến anh hơi hoảng hốt và điều khiến anh ngạc nhiên chính là hai vị cao thủ cảnh giới tông sư ở phía sau nguyên đạt tiêu một người có hai cao thủ tông sư ở bên cạnh bảo vệ thì hẳn là thân phận rất quan trọng trần sinh nhìn thấy nguyên đạt tiêu đến lập tức hét lên nguyên đại thiếu tên khốn kiếp này nói muốn tiêu diệt nhà họ nguyên nguyên đạt tiêu lạnh lùng nói tôi nghe rồi giọng điệu rất kiêu ngạo không biết anh có nhận thức được mình đang nói gì hay không hai cao thủ cảnh giới tông sư phía sau nguyên đạt tiêu tiến lên đứng ở hai bên bày ra tư thế có thể xuất chiêu bất cứ lúc nào diệp vô phong lui về phía sau nửa bước hai lòng bàn tay cũng tụ lực nếu đối phương ra tay thì anh có thể phản kích ngay lập tức đừng tưởng rằng bên cạnh anh có hai người ở cảnh giới tông sư là có thể làm càn trước mặt tôi diệp vô phong thờ ơ nói nguyên đạt tiêu vẫn chế nhạo tôi nghe nói em họ của tôi đã bị anh đánh đúng không anh ta lại nhìn phong lệ na quả nhiên đồ dâm phụ này không nên vào nhà chúng ta, cái gì mà gia đình giàu có, tất cả chỉ là mấy lời nói dối mà thôi. Sắc mặt phong lệ na thay đổi, cả người cô ta run lên. Nguyên đạt tiêu cười khinh thường, nhưng không sao, em họ của tôi không có bất kỳ năng lực nào, cho nên chỉ có chút tác dụng như vậy mà thôi. Anh ta hết sức vui vẻ, một thằng rác rưởi và một con dâm phụ xứng đôi vừa lứa lắm. Diệp vô phong lãnh đạm nói, lát nữa tôi sẽ cho anh một bà tai nguyên đạt tiêu khinh thường nhìn diệp vô phong hai cường giả cảnh giới tông sư đã từng bước tiến về phía trước đã đi tới khoảng cách cách anh hai thước rồi ở khoảng cách này tốc độ tấn công của hai bên đều rất nhanh nếu tung ra đòn tấn công thì có thể hạ về phía bên kia trong tích tắc diệp vô phong không để ý quá nhiều đến hai cường giả cảnh giới tông sư này bởi vì anh biết hai tên này tuy có chút phiền phức nhưng cũng không đủ để gây hại cho anh anh chỉ muốn tát một cái vào mặt nguyên đạt tiêu thôi nguyên đạt tiêu vẫn không biết nguy hiểm đang tới gần mình chỉ vào diệp vô phong khó chịu nói giết anh ta cho tôi thi thể thì kéo ra ngoài cửa sau là được vừa dứt lời hai cao thủ cảnh giới tông sư lập tức ra tay một tên tung quyền một tên thì tung chân tốc độ của hai người rất nhanh chiêu thức tràn đầy khí lực hiển nhiên là họ đã luyện võ thuật ngoại gia đến trình độ cực hạn rồi khi ra tay toàn bộ cơ thể có thể phát ra tiếng nổ hai người này rất thành thạo võ thuật ngoại gia và nắm đấm của một tên đập vào mặt của Diệp Vô Phong. Chân của một tên khác đã bổ tới đỉnh đầu của Diệp Vô Phong. Nắm đấm là để chặn tầm nhìn của Diệp Vô Phong, còn chiêu dùng chân kia mới thực sự là sát chiêu. Sau khi Diệp Vô Phong cảm nhận được điều này, hai tay không ngừng vẽ những vòng tròn, thân thể ngã về phía sau, để cho chiêu dùng chân kia sượt qua ngay khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nắm đấm của đối phương cũng bị đánh tan do sức mạnh của vòng tròn do hai tay anh vẽ ra đến lượt tôi xuất chiêu diệp vô phong mỉm cười song trường được đánh ra tuy rằng trông có vẻ chiêu thức của diệp vô phong rất yếu nhưng khi hai vệ sĩ của nguyên đạt tiêu nhìn thấy động tác của diệp vô phong sắc mặt của họ liền thay đổi bọn họ muốn rút lui thì đã quá muộn rồi bởi vì khi bọn họ ra chiêu đã khiến thân thể của mình theo quán tính nghiêng về phía diệp vô phong cuối cùng họ chỉ có thể chọn cách ra tay chặn lại bùm hai người bay ngược ra ngoài và đập vào vách tường Lúc này Diệp Vô Phong đã đi tới trước mặt Nguyên Đạt Tiêu đang trưng ra vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên Đạt Tiêu trợn to hai mắt, anh ta biết rõ thực lực của hai người vệ sĩ của mình, thế mà lại không thể giải quyết được một tên Diệp Vô Phong. Anh, Nguyên Đạt Tiêu nín thở trong lòng. Chát. Diệp Vô Phong tát vào mặt Nguyên Đạt Tiêu một cái, sức mạnh đủ để khiến Nguyên Đạt Tiêu quay một vòng tại chỗ, sau đó lùi ra cửa. Diệp Vô Phong nhìn Nguyên Đạt Tiêu nở nụ cười, tôi đã nói, tôi sẽ tát vào mặt anh một cái mà tôi nói là làm thôi, nếu anh còn dám nói, tôi sẽ giết anh. Những lời Nguyên Đạt Tiêu định nói đều đang mắc nghẹn trong cổ học, anh ta hoàn toàn không dám đánh cược. Sức mạnh mà Diệp Vô Phong thể hiện ngay bây giờ đã khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, hai vệ sĩ của anh ta đều là cao thủ cảnh giới tông sư, ngay cả những cao thủ của Liêu Tây đến ám sát mình thì hai người này cũng hoàn toàn có thể ngăn cản được mà. Nhưng với hai người mạnh mẽ như vậy, thế mà lại bị Diệp Vô Phong tung một chiêu đánh lui ra ngoài, điều này quả thật là không thể hiểu được mấy tên hú hét trong phòng bao lúc này cũng đã mở to mắt nhìn diệp vô phong và nguyên đạt tiêu ngay cả nguyên đạt tiêu cũng bị đối xử như vậy nên việc bọn họ bị đánh gãy tay cũng không quá mức xấu hổ chỉ là bọn họ vẫn không thể tin được diệp vô phong lại dám làm chuyện như vậy cho nên đều chừng to hai mắt mà nhìn đây không phải là hoàn toàn chui đầu vào chỗ chết sao nguyên đạt tiêu nghiến răng nhưng anh ta cũng biết hiện tại anh ta không có quân bài tẩy nào nữa anh ta vốn tưởng rằng đưa hai tên vệ sĩ này tới đây là có thể giải quyết mọi chuyện rồi. Sở dĩ anh ta biết chuyện xảy ra ở đây là bởi vì lý Phi ôm của tay xông ra ngoài, máu chảy khắp sàn nhà, thế nên anh ta mới biết trong phòng bao này có vấn đề. Nhưng sau khi điều tra, anh ta phát hiện chỉ có Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi vào trong phòng bao, cho nên anh ta mới mang theo hai vệ sĩ của mình tới đây. Diệp Vô Phong nhìn Bạch Nhạn Phi, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước xem ra chuyện này sắp kết thúc rồi nguyên đạt tiêu hoàn toàn không dám ngăn cản anh anh ta biết phòng này cách âm cho dù bên trong giết lợn thì bên ngoài cũng không thể nghe được điều duy nhất anh ta có thể làm bây giờ là tránh đường và để đám người diệp vô phong đi ra khỏi nơi này chỉ bằng cách này anh ta mới có thể sống sót bạch nhạn phi gật đầu và ôm phong lệ na đi ra ngoài khi đi đến trước mặt nguyên đạt tiêu Diệp vô phong thấy Nguyên Đạt Tiêu vẫn không biết thức thời nên lại vươn tay tát anh ta một cái nữa. Hai bên má của Nguyên Đạt Tiêu đã sưng lên, chương 529, sự tình ngộ của người phụ nữ. Hai tên vệ sĩ rất tức giận xông về phía Diệp vô phong, nhưng Nguyên Đạt Tiêu lại nheo mắt lại, hết sức khó chịu nhìn Diệp vô phong, sau đó cười khẩy nói, Diệp vô phong, tao biết mày rồi, mày cứ chờ đó. Đòn tấn công của hai vệ sĩ đã ập đến ba người Diệp vô phong, Diệp Vô Phong đã mở cửa và chặn đòn tấn công của tên dùng nắm đấm trước. Âm, uhm, cánh cửa bị đâm trực diện thành một chỗ lõm rất lớn, nhưng không bị xuyên thủng. Dù sao thì loại cửa này đã được xử lý đặc biệt, độ dày và độ cứng của nó chắc chắn hơn nhiều so với cửa an ninh thông thường. Về phần tên dùng chân thì Diệp Vô Phong vừa nhấc chân tung một cước, người nọ tới từ đâu thì lập tức quay lại chỗ đó. Bịch, tên chân thép này đập vào bàn bên cạnh Đồ ăn vặt hoa quả trên đó đều rơi xuống người hắn ta, ván bàn cũng đã nứt toác ra. Một ngụm máu tươi được phun ra, tên chân thép nhất thời không đứng dậy được. Sau khi Diệp Vô Phong làm xong chuyện này mới đưa đám Bạch Nhạn phi rời đi. Bên trong căn phòng bao là một mớ hỗn độn, tất cả mọi người đều im lặng, Nguyên Đạt Tiêu ở bên cạnh lạnh lùng nói với tên có nắm đấm thép, để xe cấp cứu tới đưa những người này đi đến bệnh viện chữa trị, lần này là do tôi Tôi sẽ bồi thường chi phí, đến lúc đó tôi sẽ đích thân đến cửa xin lỗi." Tên có nắm đấm thép gật đầu, cảm thấy hết sức áy náy, bởi vì bọn họ thật không ngờ cho dù cả hai người cùng ra tay thì cũng không hạ được Diệp Vô Phong. "Còn nữa, cho người điều tra tên Diệp Vô Phong kia, tôi muốn biết tất cả tin tức của anh ta." Sau khi Diệp Vô Phong đưa Bạch Nhạn Phi và Phong Lệ Na ra khỏi club Hào Thiên, họ đi vào một công viên nhỏ, Bạch Nhạn Phi đang an ủi Phong Lệ Na còn phong lệ na cúi đầu với vẻ mặt tuyệt vọng na na cậu phải biết rằng nguyên đông thành hoàn toàn không muốn cưới cậu cậu chỉ là một thứ đồ chơi trong mắt anh ta thôi bằng không thì sao anh ta có thể để cậu làm chuyện như vậy chứ bạch nhạn phi nghiến răng nghiến lợi nói phong lệ na chỉ cúi đầu không quan tâm đến điều đó cũng không nói gì bạch nhạn phi vẫn còn muốn khuyên giải nhưng diệp vô phong đã nắm lấy bạch nhạn phi và bảo cô ấy buông phong lệ na ra diệp vô phong cởi áo khoác của phong lệ na khiến cô ta run lên trong gió lạnh lúc này mắt phong lệ na đã tràn đầy nước mắt cô ta đương nhiên biết nguyên đông thành không muốn lấy mình mà là do nhà họ nguyên gây áp lực mà thôi nhưng cô ta vẫn muốn nguyên đông thành có một thứ tình cảm không thể tách rời với cô ta diệp vô phong thờ ơ nói muốn chúng tôi cứu cô thì ít nhất cô không thể từ bỏ chính mình tôi nghe nói cô là con gái của chủ doanh nghiệp thượng đạt nếu không phải bạch nhạn phi nói với tôi thì làm sao tôi biết chứ trên người cô cũng không có điểm gì giống như là xuất thân từ một gia đình giàu có cả mà là giống một cô gái xuất thân từ một gia đình nghèo khó tầm thường sau khi trèo lên được một người giàu có thì lúc nào cũng phải ngoan ngoãn lúc nào cũng lo sợ người ta sẽ ly hôn với mình vậy diệp vô phong chế nhạo quên đi cô không đáng để tôi làm nhiều như vậy nếu không phải nghe nói cô gửi tin nhắn cầu cứu thì kỳ thật đêm nay tôi không nên tới đây mặc dù bạch nhạn phi rất đau lòng cho phong lệ na nhưng cô ấy không giúp phong lệ na nữa cô ấy cũng biết rằng mình không thể thuyết phục phong lệ na được nữa cho nên đã bảo diệp vô phong đích thân đến diệp vô phong thờ ơ nhìn phong lệ na nhưng lúc này ánh mắt của phong lệ na rất lạnh lẽo quá hèn cô như vậy là quá hèn bất kể điều kiện như thế nào cô cũng đồng ý thật sự là lãng phí tình thương của cha mẹ đối với cô diệp vô phong khinh thường nói anh thì biết cái gì Tôi đã trả giá rất nhiều cho đông thành như vậy, anh ấy không nên như thế này, anh ấy nên." Phong Lệ Na hét lên với Diệp Vô Phong. "Vì vậy người ta phải báo đáp cho cô sao? Cô đúng là mơ tưởng, tự cho mình là đúng, tôi nói cho cô biết, trên đời này có rất nhiều thứ cho đi mà không nhận lại được gì, thế giới này chính là không công bằng, cô cho đi tất cả và không nhận được gì, đó là đáng đời cô, là cô tự mình làm ra." Phong Lệ Na nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Vô Phong, "Đúng vậy, anh ấy nên báo đáp tôi tôi đối xử với anh ấy tốt như thế anh ấy nên báo đáp tôi diệp vô phong chế nhạo suy nghĩ của cô cực đoan như vậy nếu có thể làm ra chút chuyện cực đoan thì nguyên đông thành đã sớm là của cô rồi nhưng bởi vì cô quá yếu đuối nên mới dẫn đến kết cục như bây giờ đấy toàn thân phong lệ na run rẩy nhìn diệp vô phong diệp vô phong biết phong lệ na hiểu anh đang đưa ra kiến nghị gì cho nên anh nhân cơ hội nói tiếp có một số việc một người tự cứu lấy chính mình quan trọng hơn việc cầu nguyện với ông trời đấy. Nói xong, anh đưa áo khoác cho Phong Lệ Na, sau đó lôi Bạch Nhạn Phi đi. Bạch Nhạn Phi rất lo lắng, liên tục quay đầu lại, nhưng Diệp Vô Phong đã nói với cô ấy, nếu bây giờ cô quay lại sẽ chỉ khiến cô ta trở lại trạng thái trước đây. Nếu bây giờ không hành động kiên quyết hơn, cô ta vẫn sẽ trở lại tình huống bị Nguyên Đông thành chi phối điều khiển thôi diệp vô phong không quan tâm phong lệ na nữa mà cùng bạch nhạn phi trở về khách sạn sáng sớm ngày hôm sau diệp vô phong trở lại công viên nhỏ nhìn thấy áo khoác trên ghế đá anh liền mỉm cười cầm áo khoác lên mang về trong nhà của phong lệ na phong tử nghĩa đang mặc áo vét chuẩn bị đi ra ngoài nhưng vừa mở cửa đã thấy con gái mình đứng ở cửa sắc mặt ông ta thay đổi bởi vì lúc này toàn thân phong lệ na đang mặc nội y cả người cô ta như đông cứng mặt mày tím tái nana phong tử nghĩa lúc này nào có suy nghĩ đi làm gì nữa nhanh chóng kéo phong lệ na vào trong phòng buổi trưa phong lệ na rốt cuộc cũng khá hơn rất nhiều vợ chồng phong tử nghĩa ở bên cạnh phong lệ na chăm sóc cho cô ta phong lệ na mỉm cười bố mẹ con không sao bố mẹ cứ làm chuyện riêng của mình đi lưu hân di lắc đầu nana con là cục cưng của bố mẹ rốt cuộc tên nguyên đông thành kia đã làm cái quái gì với con vậy con lại không nói gì lúc nào cũng nói con rất hạnh phúc bây giờ lại xảy ra chuyện gì đây chứ phong tử nghĩa cũng thấy rõ ràng phong lệ na không vui vẻ hạnh phúc chút nào có phải tên khốn đó bắt nạt con không con nói với bố đi bây giờ bố sẽ đi liều mạng với cậu ta phong tử nghĩa tức giận đứng lên phong lệ na lắc đầu bố không phải bố đừng đi phong tử nghĩa tức giận nếu không phải thì tại sao con lại thành thế này phong lệ na rất nghiêm túc nhìn bố mình bố nếu con nói ngày mai con sẽ khiến công ty thượng đạt phá sản. Phá sản thì phá sản thôi, dù sao số tiền bố kiếm được trong những năm này cũng đủ để gia đình chúng ta sống một cuộc sống tốt. Gia đình chúng ta không phải là một gia đình xa hoa, lãng phí gì cả. Phong tử nghĩa lãnh đạm nói. Lúc này Phong lệ na chỉ còn lại hai dòng nước mắt, ôm trầm lấy bố mẹ mà khóc thảm thiết. Đám cưới diễn ra vào đêm hôm sau tại khách sạn Cana, cách khách sạn Snowton không xa. 7 giờ tối, Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi đều đúng giờ xuất hiện ở khách sạn Cana. sau khi đưa giấy mời liền tiến vào khách sạn, Diệp Vô Phong tìm một chỗ ngồi xuống, Bạch Nhạn Phi thì đi tới giúp Phong Lệ Na. Chương 530, coi như là một đám cưới bất ngờ. Trong lúc chờ hôn lễ, có một người đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, chính là một người trẻ tuổi, anh ta nhìn Diệp Vô Phong nở nụ cười nói, "Diệp Vô Phong, xin chào, tôi là Chu Tử Đồng, tam thiếu gia của nhà họ Chu." Chu Tử Đồng có làn da trắng nõn và các đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, nếu anh ta không để tóc mấy phân thì chắc là người ta sẽ cho rằng Chu Tử Đồng là phụ nữ thôi. Thật sự là rất đẹp. Nếu như anh ta đội tóc giả thì chẳng phải sẽ khiến những người phụ nữ khác xấu hổ hay sao? Ngay cả Diệp Vô Phong cũng khá cảm thán trước dáng vẻ của Chu Tử Đồng. "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?" Diệp Vô Phong nghi ngờ hỏi. "Thật ra, tôi nghe nói anh từ Liêu Đông đến Liêu Tây." cho nên muốn xem anh có cần người hợp tác không dù sao thì anh cũng biết đấy nếu có thể hợp tác với một gia tộc ở liêu tây thì mỗi bước đi của anh ở liêu tây cũng thuận lợi hơn rất nhiều chu tử đồng cười nói chắc không phải cậu đại diện cho nhà họ chu đấy chứ diệp vô phong liếc nhìn chu tử đồng chu tử đồng rất vui mừng nói đúng vậy hiện tại tôi không thể đại diện được nhưng lát nữa chờ sau khi công ty hoa cường của anh xử lý những gia tộc ở liêu tây kia là tôi có thể đại diện cho nhà họ chu rồi Diệp vô phong có chút tò mò nhìn Chu Tử Đồng, đừng nhìn người đàn ông này có dáng vẻ nữ nhân, dã tâm này thật sự là không tầm thường. Anh hơi nghi ngờ hỏi, vậy thì làm sao cậu biết tôi có thể tiêu diệt hết những người đại diện của các gia tộc ở Liêu Tây, không phải cậu hơi mù quáng tin tưởng tôi quá đấy chứ? Chu Tử Đồng nhanh chóng lắc đầu, tôi không mù quáng đâu, bọn họ không biết thân phận của anh, nhưng tôi biết, anh đã cho một nhà Âu Dương lôi ở Liêu Đông ngã ngựa, nếu nói ai có thể mở ra cục diện ở Liêu Tây, vậy thì nhất định chính là anh chủ tịch diệp của công ty hoa cường diệp vô phong nở nụ cười nói cậu rất thạo tin tức của tôi nhỉ là quan tâm tới tôi sao đương nhiên là có quan tâm dù sao thì chuyện anh làm ở liêu đông đã truyền khắp nơi rồi chẳng qua là không ai biết hiện tại anh đã đi tới liêu tây rồi thôi chu tử đồng chỉ vào chính mình tôi là người đầu tiên biết anh tới liêu tây đấy khi anh đến biên giới tỉnh là tôi đã nhận được tin tức rồi Diệp Vô Phong chỉ có thể bất lực nhún vai, "Được rồi, nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể nhận lời hợp tác của cậu thôi, nhưng cậu có thể cho tôi cái gì? Dù sao cậu không phải là người đại diện của nhà họ Chu, không phải sẽ làm được ít việc hơn sao?" Chu Tử Đồng cười nói, "Yên tâm đi, tôi có thể cung cấp tất cả thông tin mà anh cần. Tuy tôi không thể khiến mọi người trong nhà họ Chu nghe lời tôi, nhưng tôi có một số người dưới quyền chuyên để thu thập thông tin." Diệp Vô Phong rất tò mò về Chu Tử Đồng. Dù sao một tam thiếu gia, con cháu dòng họ nhưng không có quyền nói chuyện, thế mà thật ra đã lên kế hoạch từ lâu, chẳng qua là chờ một cơ hội nữa thôi. Người như vậy mà làm quân sư thì tuyệt đối có tư cách, bởi vì anh ta có được tính nhẫn nại mà phần lớn mọi người không có, thật đáng khen ngợi. Trong thâm tâm, anh đã bắt đầu lên kế hoạch đưa Chu Tử Đồng về công ty Hoa Cường. Ngay khi hai người đang thảo luận, bàn của họ lần lượt chật kín người, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay. Diệp vô phong ngẩng đầu nhìn lên và thấy phong lệ nam mặc một chiếc váy cưới màu trắng đang đi về phía trước, ở bên cạnh là Bạch Nhạn Phi, lúc này Bạch Nhạn Phi đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, bình thường cô ấy đã rất đẹp, hôm nay lại càng trông rực rỡ trói mắt hơn. Diệp vô phong sửng sốt một chút, Bạch Nhạn Phi nhanh chóng tìm được Diệp vô phong trong đám người, sau khi nhìn thấy biểu cảm của Diệp vô phong, cô ấy lập tức trở nên đắc ý, cười càng vui vẻ hơn. Nguyên Đông Thành ở bên cạnh mặc câm lê nở nụ cười điềm đạm, tựa như đã chấp nhận phong lệ na rồi, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ chán ghét. Khi phong lệ na đưa tay ra, anh ta chỉ huyết nhẹ vào một chút, sau đó để phong lệ na thu tay lại. Phong lệ na cũng không quan tâm, nhưng nụ cười của cô ta càng rạng rỡ hơn, lúc này, khách khứa xung quanh đều đang chúc phúc, nhưng một số người biết tình hình của đôi cô dâu chú rể đều đang đứng ngoài lề quan sát họ biết nguyên đông thành chỉ kết hôn với phong lệ na theo chỉ thị của gia đình chứ không phải vì nguyên đông thành thực sự muốn cưới phong lệ na làm vợ trên bàn cách diệp vô phong không xa một người đang nói cười vui vẻ với những người xung quanh nhưng một cậu em trai đi tới chỉ vào diệp vô phong nói chu thiếu người đó là người đã đánh anh trai cậu tên là diệp vô phong chu hoa nghe xong lời này lập tức buồn bực nhìn diệp vô phong ở vị trí xa xa tức giận nói anh của tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện chính là tên khốn này đánh phải không? Đi, mang theo vài người đánh chết nó cho tao. Chu thiếu, thực lực của người đó rất mạnh, lúc trước Chu đại thiếu mang theo mười mấy tên vệ sĩ cũng không đối phó được tên khốn đó, dựa vào mấy người chúng tôi thì thật sự không thể đánh lại đâu." Tên thuộc hạ bất đắc dĩ nói. Chu Hoa nghiến răng, chẳng lẽ chú trấn chưa tới sao? Thuộc hạ của anh ta chỉ về một hướng, thấy một người đàn ông trung niên trong bộ đồ tập võ màu xám đang ngồi ở hướng đó. Người đàn ông trung niên này có ria mép và tóc dài đến vai. Trên mặt Chu Hoa hiện lên một nụ cười, vậy thì cứ để ông ấy đi qua, chỉ cần có chú trấn ở đó, chúng ta không cần phải sợ. Thuộc Hạ nhanh chóng bước tới, cung kính mời chú trấn qua. Chú trấn không ngờ trong đám cưới của nhà họ Nguyên mà Chu Hoa còn muốn gây rắc rối, cho nên ông ta vẫn đến khuyên ngăn, "Chu thiếu, tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng làm chuyện đó ở đây, dù sao cũng là đám cưới của nhà họ Nguyên." Cậu gây rối ở chỗ này thì đúng là làm mất mặt nhà họ Nguyên đấy. Chu Hoa xua tay, ông lo cái gì chứ, loại chuyện này nhà họ Nguyên chẳng lẽ không có phần sao? Chờ chút nữa tôi sẽ nói đây là sự kiện bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị cho buổi hôn lễ này, tôi nhớ rõ tên khốn đã đánh anh tôi kia cũng đã đánh Nguyên Đông thành rồi. Sau khi chú Trấn nghe vậy, lúc này mới đồng ý đi theo Chu Hoa hướng về phía Diệp Vô Phong. Trên sân khấu, vị linh mục phía trên đang đọc diễn văn người phía dưới đều yên lặng lắng nghe ngay lúc sắp thông báo phong lệ na và nguyên đông thành sẽ trở thành vợ chồng bốn năm người đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp vô phong và bao vây anh chu tử đồng nở một nụ cười trên mặt những người khác lần lượt tránh sang một bên nhưng chu tử đồng vẫn ngồi trên ghế của mình dáng vẻ của anh ta hết sức bình tĩnh làm sao vậy tên nhóc nhà họ chu cậu định bảo vệ người này sao chu hoa bất mãn nhìn chu tử đồng chu tử đồng giang hai tay ra chu thiếu anh đừng nói giỡn, anh cho rằng tôi là người có khả năng bảo vệ người khác sao? Nhưng tôi chỉ là tò mò, đây là đám cưới của nhà họ Nguyên, anh làm như vậy có phải là không nể mặt nhà họ Nguyên không? Chu Hoa bật cười, chuyện này cậu không biết đâu, đây là bất ngờ tôi chuẩn bị cho Nguyên Đông Thành, người này chính là tên khốn bắt nạt Nguyên Đông Thành lần trước, hiện tại tôi sẽ giao anh ta cho Đông Thành xử lý, nhưng trước đó tôi phải đánh gãy hai tay hai chân của anh ta đã. Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 531, đích thân đi gặp. Chu tử Đồng nghe xong lời này chỉ có thể nhún vai, lý do tốt đến mức không thể ngăn cản được rồi. Nhưng anh ta cũng rất yên tâm, dù sao thực lực của Diệp Vô Phong rất cường đại, Âu Dương Lôi cũng không thể giết chết Diệp Vô Phong, lẽ nào là con trai thứ của xí nghiệp Chu Tinh nho nhỏ có thể làm được sao? Tất nhiên Chu tử Đồng sẽ không tin điều đó. Nhưng mọi người xung quanh đều tin vào điều đó diệp vô phong hoàn toàn không ngờ mình tới tham gia một hôn lễ mà còn gặp phải chuyện như vậy nhưng đối với anh mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ cái mà anh muốn xem hơn chính là màn phản công của phong lệ na đó là một vở kịch hay về phần bản nhạc đệm chu hoa này anh chỉ muốn trôi qua càng nhanh càng tốt vì vậy anh xua tay nói đừng nói nhảm nữa hiện tại anh chỉ muốn đụng đến tôi đúng không vậy thì động thủ đi bây giờ người ta còn đang kết hôn đừng vì chuyện của anh mà trì hoãn thời gian chu hoa rất tức giận tên khốn kiếp này chết đến nơi mà còn kiêu ngạo như vậy à mày có biết tao là ai không tôi biết anh là ai làm cái quái gì nhưng trông anh giống như một người thiểu năng cho nên tôi đoán anh không phải người tốt diệp vô phong chỉ thản nhiên nói nhưng chu hoa rất tức giận không ngờ rằng mình lại bị nói như vậy chú trấn giết anh ta cho tôi chu hoa cực kỳ phẫn nộ chỉ vào diệp vô phong mà gầm lên lúc này những người xung quanh đều có chút tò mò nhìn về phía bên này, thậm chí Nguyên Đông Thành cũng dừng lời của Linh Mục, rồi nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy Chu Hoa đang đối phó với Diệp Vô Phong, anh ta nở nụ cười tươi giói. Không ngờ Diệp Vô Phong lại dám đến dự đám cưới của tôi. Thật sự cho rằng tôi không trị được anh ta sao? To gan lớn mật, Nguyên Đông Thành nhìn Diệp Vô Phong và Chu Hoa cười khẩy. Mặc dù anh ta cũng biết Chu Hoa làm loại chuyện này để ngăn cản đám cưới, nhưng hiện tại anh ta cũng không có chút hứng thú nào với đám cưới này anh ta chỉ muốn chu hoa giết diệp vô phong chỉ cần giết được diệp vô phong thì anh ta sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn là được kết hôn nếu không phải chuyện sắp kết hôn bị cấm đi ra ngoài gây chuyện anh ta đã muốn đem người đi giết diệp vô phong rồi chỉ là bây giờ chu hoa có thể ra tay làm loại chuyện này ở hiện trường đám cưới của anh ta thì chắc chắn rất phân khích chú trấn chậm rãi đi ra bây giờ người nhà họ nguyên cũng không có ra tay ngăn cản có lẽ chờ lát nữa xử lý xong Diệp vô phong thì người nhà họ Nguyên mới ra mặt nói chuyện. Nhưng lúc đó thì hình phạt cũng sẽ không quá nặng. Chú Trấn đến trước mặt Diệp vô phong, lạnh nhạt nhìn Diệp vô phong, cậu nhóc, cậu có biết việc đắc tội xí nghiệp Chu Tinh sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Diệp vô phong chỉ lắc đầu, nghiêm trọng như thế nào? Tôi sẽ làm cậu sống không bằng chết, đến lúc đó cậu sẽ biết chết mới là một loại giải thoát. Chú Trấn lộ ra một nụ cười rất tàn nhẫn, ông ta tung nắm đấm ra thật ra ông ta đã sớm tập trung lực lượng của mình khi nói chuyện thì có thể ra tay nhưng ông ta muốn nói hết mới ra tay như vậy mới lộ ra phong thái cao thủ đáng tiếc là khi ông ta ra tay bàn tay của diệp vô phong cũng đánh tới tuy rằng có vẻ yếu ớt nhưng khi lòng bàn tay của diệp vô phong rơi vào trên người chú trấn chú trấn chỉ cảm thấy cả người như sắp giã rời mà bay ngược ra ngoài ầm um, mấy cái bàn bị xô ngã sau khi chú trấn ngã xuống đất một tay chống người lên một tay chỉ vào Diệp Vô Phong cao thủ nội ra. Nói xong, ông ta liền ngất đi. Chu Hoa vừa rồi còn rất kiêu ngạo, hiện tại nhìn thấy người mình ỉ lại đã bị đánh bại, nhất thời toàn thân cũng trở nên mềm nhũn. Lúc này cậu bé kia đứng che chắn trước người Chu Hoa nhưng cũng cực kỳ sợ hãi. Kiểu đánh người bay hơn 10 thước đó thì nhất định không phải chuyện người thường làm được, người bên kia chắc chắn là cao thủ. Bọn họ cho rằng chú Trấn ra tay là có thể giết chết Diệp Vô Phong, dù sao bọn họ đều biết thực lực của chú trấn rất mạnh, đối mặt với hơn chục vệ sĩ cũng không thành vấn đề. Nếu ngay từ đầu bọn họ biết thực lực của Diệp Vô Phong giống như chú trấn, nếu cuộc chiến thực sự khó khăn, họ sẽ tham gia trận chiến và hỗ trợ từ một bên, chắc chắn sẽ giết được Diệp Vô Phong. Nhưng bây giờ chú trấn đã bị xử lý thì bọn họ mới biết thực lực của Diệp Vô Phong thực sự mạnh hơn chú trấn rất nhiều. Tại sao một người tàn nhẫn như vậy lại đến Liêu Tây chứ? Chu Hoa lúc này mới kinh hãi, Diệp Vô Phong xua tay nói, chuyện này tôi sẽ đích thân đến thăm hỏi bố anh, anh mau cút khỏi đây đi, tôi phải xem đám cưới của bạn tôi rồi. Chu Hoa nghe Diệp Vô Phong nói mà như được đại xá, đưa thuộc hạ đến đỡ chú Trấn đã ngất xỉu rồi tuyệt vọng rời khỏi hiện trường. Sắc mặt Nguyên Đông Thành lúc này đã tối sầm lại, tuy rằng anh ta đã dự liệu Diệp Vô Phong vẫn sẽ giải quyết được Chu Hoa, nhưng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy, anh ta vẫn định xem một vở kịch thật hay, bất kể là ai bị đánh thì đều không liên quan đến anh ta. Nhưng ít nhất phải để cho anh ta tận hưởng một chút chứ không phải giống như bây giờ, vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi. Điều này tự nhiên khiến anh ta rất khó chịu. Nhưng mà nếu chuyện của Chu Hoa đã xong xuôi, anh ta cũng gật đầu với linh mục và hôn lễ tiếp tục diễn ra. Ông Nguyên Đông Thành, ông có sẵn lòng kết hôn với cô Phong Lệ Na không? Vị linh mục hỏi bằng tiếng Trung không trôi chảy nguyên đông thành liếc nhìn phong lệ na với ánh mắt chán ghét nhưng vẫn gật đầu tôi đồng ý các trưởng bối của nhà họ nguyên bên dưới đều rất đắc ý vui vẻ nở nụ cười mặt khác vẻ mặt của phong tử nghĩa rất ảm đạm ông ta biết việc nguyên đông thành đã làm với con gái mình lần trước đã khiến con gái mình chạy về nhà ông ta có thể không truy cứu vấn đề này nhưng ông ta sẽ không bao giờ để cho đám cưới này tiếp tục được cô phong lệ na cô có muốn làm vợ của ông đông thành Linh mục quay đầu nhìn Phong Lệ Na, lúc này Phong Lệ Na lại nở nụ cười rất vui vẻ, đương nhiên là không muốn, tại sao tôi phải gả cho một tên phế vật như vậy? Còn là một tên biến thái, bảo tôi đi làm những việc mà ngay cả một tên súc sinh cũng sẽ không bảo vợ mình đi làm. Sau khi những lời này được nói ra, khán giả đều im lặng, mọi người đều kinh ngạc nhìn Phong Lệ Na, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Tại sao ở đây nhà gái lại nói những câu khó nghe như vậy, còn không có nguyện ý kết hôn? Nếu là như vậy thì sao lại đi đến bước cuối cùng này chứ? Rõ ràng là có thể từ chối trước khi tổ chức hôn lễ mà. Tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười thâm thúy, bởi vì bọn họ biết bao năm qua, Phong Lệ Na là người đầu tiên dám chống lại nhà họ Nguyên, cô ta đã khiến nhà họ Nguyên xấu hổ. Trong tình hình như vậy, Phong Lệ Na chắc chắn sẽ xong đời, nhưng trước khi kết thúc, họ vẫn có thể xem một tiết mục rất hay. Sắc mặt Nguyên Đông thành tái nhợt, nhìn Phong Lệ Na, nói cô điên rồi sao? Có biết mấy giờ rồi không? chương 532, cạch mặt. Đương nhiên tôi biết, nếu tôi thật sự kết hôn với anh, tôi thật sự không dám nghĩ tới những ngày tháng của mình sau này sẽ như thế nào, bởi vì tôi biết anh sẽ làm nhục tôi, mà tôi chỉ có thể chịu nhục mà thôi. Phong Lệ Na lúc này đã cởi bỏ khăn trùm đầu của mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Từ hôm nay trở đi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nghe lời anh nói nữa, cũng không bao giờ nghĩ đến việc trở thành người phụ nữ của anh. Người như anh không xứng với tôi. Sau khi Phong Lệ Na nói xong, cô ta tắt một cái vào mặt Nguyên Đông Thành. Bốp! Gần như tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng tắt này, dù sao cũng có một chiếc micro bên cạnh. Nguyên Đông Thành tức giận, anh ta vung tay lên, nhưng Bạch Nhạn Phi đã sớm canh chuẩn thời gian, lúc Nguyên Đông Thành giơ tay lên, cô ấy đã lập tức nắm lấy cánh tay anh ta bẻ mạnh ra phía sau. Vì quá đau nên Nguyên Đông thành chỉ có thể cúi xuống, nhưng anh ta vẫn rất tức giận. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Làm gì ư? Đương nhiên là rời khỏi nơi này, về phần hôn lễ này, ai trong số các người muốn kết hôn đều có thể tới. Dù sao Na Na nhà chúng tôi cũng sẽ không chịu khổ gì cả. Bạch Nhạn Phi cũng rất vui mừng. Cô ấy đương nhiên rất hạnh phúc khi có thể nhìn thấy bạn của mình dừng cương trước bờ vực, về phần hậu quả thế nào thì bọn họ không quan tâm nhiều như vậy. Dù sao đối với cô ấy thì loại chuyện này có thể giao cho Diệp Vô Phong là được rồi. Mặc dù rất có lỗi với Diệp Vô Phong, nhưng sau này bồi thường cho anh một chút là cũng ổn rồi. Diệp Vô Phong vỗ vỗ lòng bàn tay, rất vui mừng, tốt lắm, tôi biết sau đêm đó cô nhất định sẽ thức tỉnh mà, bây giờ cũng không muộn lắm. Phong Lệ Na nhìn Diệp Vô Phong, "Cảm ơn anh, cũng cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ giúp đỡ con, nếu không có mọi người thì con cũng không thể làm ra chuyện kiên quyết như vậy." ở nửa câu sau của phong lệ na ánh mắt của cô ta rơi vào trên người phong tử nghĩa phong tử nghĩa đứng lên cười nói không sao đâu bố mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con đi thôi nếu bên này không hoan nghênh chúng ta thì chúng ta đi nơi khác thôi phong lệ na cảm động gật đầu cô ta biết bố mình từ bỏ sự nghiệp sẽ khó khăn như thế nào nhưng cuối cùng vì cô ta mà phong tử nghĩa đã bán hết tài sản ra ngoài đây là tính sau khi giải quyết rõ ràng thì sẽ đến một thành phố nhỏ sinh sống Phong Lệ Na biết kế hoạch của bố mẹ, và cô ta cũng không có ý định ở lại đây lâu hơn nữa. Ở Liêu Tây này đã có quá nhiều thứ khiến cô ta đau buồn, và bây giờ cô ta mới nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi cứ bám vào Nguyên Đông Thành suốt thời gian qua. Thực sự không có chút thông minh nào cả. Nguyên Đông Thành lúc này rất tức giận, chỉ tay về phía Phong Lệ Na, cô nghĩ như thế này là cô có thể ra khỏi đây sao? Cô nghĩ nhà họ Nguyên chúng tôi là cái gì hả? Sau khi nói xong, Đám vệ sĩ đi ra xung quanh toàn bộ đại tiệc, có 50 60 vệ sĩ, trên tay đều cầm một khẩu súng lục. Những vị khách của bữa tiệc đều rất kinh ngạc, họ sợ hãi nhìn Nguyên Đông Thành. Chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ chỉ tới đây dự đám cưới, ai biết được hôn lễ lại trở thành kết cục như thế này chứ. Nguyên Đông Thành chỉ vào Diệp Vô Phong, nói, những người khác không liên quan có thể rời đi, hôm nay nhà họ Nguyên phải thanh lý môn hộ. Diệp Vô Phong chỉ nhún vai và đi ra khỏi vị trí của mình, trong khi Phong Tử Nghĩa kéo Phong Lệ Na ra phía sau để bảo vệ. Phong Tử Nghĩa nở nụ cười, nếu lần này có thể sống sót, chúng ta liền rời khỏi nơi này, sống ở nơi mà người khác không tìm được chúng ta. Phong Lệ Na và Lưu Hân Di đều kiên định gật đầu. Bạch Nhạn Phi quay trở lại bên cạnh Diệp Vô Phong, hơi lo lắng nhìn xung quanh, mặc dù cô ấy biết rằng cuộc đấu súng mà mình trải qua ở Lưu Đông Khốc Liệt hơn lần này nhưng ít nhất họ có nhiều người đồng hành bên cạnh. Nhưng bây giờ chỉ có 5 người bọn họ, và trong số 5 người thì đã có 3 người cần sự bảo vệ của họ. Nếu các vệ sĩ thực sự nổ súng thì bọn họ chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Nguyên Đông Thành chỉ vào Diệp Vô Phong, tao biết, nguyên nhân khiến Phong Lệ Na như vậy là do mày, mày là người xúi dục cô ta làm chuyện này trong đám cưới đúng không? Đúng là một lũ cho chết. Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ nghe Nguyên Đông Thành phát điên, nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì ngược lại đã nghĩ ra cách phá vòng vây vào lúc này anh đã trải qua trong một môi trường khó khăn mấy tình hình kiểu này hoàn toàn không có chút đe dọa nào mày cho rằng dựa vào đám vệ sĩ này là có thể giết bọn tao sao mày quá ngây thơ rồi diệp vô phong lãnh đạm nói nguyên đông thành hừ một tiếng mày nghĩ mình là siêu nhân sao tất cả vệ sĩ của tao đều có súng đấy mày cứ chờ chết đi diệp vô phong tôi biết cậu Cậu là chủ tịch công ty Hoa Cường đúng không? Tôi nhớ rõ cậu đấy." Lúc này, bố của Nguyên Đông Thành nói một cách bình tĩnh. Tuy rằng Nguyên Húc là người bên lề của nhà họ Nguyên, nhưng trên thực tế ông ta có thể sống chung với dòng chính của nhà họ Nguyên, điều này đủ thấy thực lực của Nguyên Húc rất mạnh. Lúc này, ông ta chỉ thờ ơ đứng chắp tay sau lưng, rồi nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong hít mắt, không ngờ cuối cùng tôi cũng bị bại lộ. Nguyên Húc cười ha hả, một nhân vật lớn như cậu xuất hiện ở Liêu Tây, đương nhiên tất cả mọi người ở Liêu Tây sẽ cảnh giác rồi, dù sao Liêu Đông lớn như vậy mà cũng bị cậu nuốt chừng, vậy thì nuốt luôn Liêu Tây cũng không phải vấn đề lớn, tôi đương nhiên phải đề phòng cẩn thận rồi. Diệp Vô Phong chỉ cười nói, thật ra ông không cần phải làm như thế, nếu như tôi muốn ra tay với nhà họ Nguyên của ông, tôi nhất định sẽ thông báo trước cho ông. Tạm thời thì tôi chưa có quyết định này. Nhưng đoàn đội của cậu chắc là đã đến đây rồi nhỉ còn có ý đồ với mảnh đất hoa viên thương trung húc của nhà họ nguyên chúng tôi mà, nơi đó cũng được coi là một tiểu khu quy mô lớn, công ty hoa cường các cậu muốn nuốt chừng một dự án lớn như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Nguyên húc nhã nhận nở nụ cười. Nhưng trên thực tế, trong lời nói của ông ta có sát khí, Diệp vô phong có thể cảm nhận được, vốn dĩ mảnh đất đó có thể nắm trong tay với giá rất hơi, dựa vào quan hệ của bọn họ và nhà nước thì tuyệt đối có thể có được giá hơi, thậm chí không cần đấu giá, có thể trực tiếp mua nó từ nhà Hảo Nguyên với giá nội bộ. Nhưng không ngờ rằng công ty Hoa Cường đột nhiên nhảy ra, điều này khiến cho nhà Hảo Nguyên nhất thời cảm thấy khó chịu. Mới đêm qua, công ty Hoa Cường bất ngờ móc nối đến việc thuê và bán đất ở nơi này, sự xuất hiện đột ngột này của đối thủ khiến họ khó có thể cưỡng lại được. Cuối cùng, cuộc đấu giá khu đất chỉ có thể lùi lại một tuần sau đó. Lúc đó bọn họ không biết tại sao công ty Hoa Cường lại đột nhiên xuất hiện ở Liêu Tây, đối nghịch với nhà họ Nguyên bọn họ, bây giờ ông ta đã phần nào hiểu được rồi. Cả chính phủ và công ty Hoa Cường đều muốn sao chép mô hình mẫu của Liêu Đông và đưa vào trong Liêu Tây. Định xác nhập cả Liêu Đông và Liêu Tây lại sao? chương 533, hỗ trợ bất ngờ. Chuyện này không có gì lạ, bọn họ cũng biết lớn ăn nhỏ, chuyện này đã xảy ra từ bao đời nay, nắm được mảnh đất này trong tay thì công ty Hoa Cường sẽ thực sự có được chỗ đứng vững chắc ở Liêu Tây nếu muốn trục xuất công ty Hoa Cường thì sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Và sau khi chúng thầu loại dự án này, phía nhà nước sẽ không dễ dàng nữa và mọi chính sách sẽ tuân theo dự án này. Dù sao thì phía nhà nước cũng biết rằng nếu những người đấu thầu được thay đổi thường xuyên, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là sự lãng phí của mảnh đất này. Tất nhiên, Nguyên Húc không muốn công ty Hoa Cường thâm nhập vào Liêu Tây, và ông ta đã sớm nói với anh trai của mình về điều này rồi, Ông ta tin anh trai mình cũng đã có một kế hoạch vẹn toàn rồi. Diệp Vô Phong mỉm cười, đoàn đội của tôi lợi hại như vậy sao? Có thể lấy được một dự án lớn như vậy à, nếu là như thế, tối nay tôi sẽ thưởng cho họ thật tốt. Nguyên Húc thờ ơ nói, công ty Hoa Cường của cậu muốn lấy dự án đó của nhà họ Nguyên, cho nên dù thế nào, các cậu cũng nên cẩn thận đi. Cảm ơn đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ cẩn thận. Diệp Vô Phong mỉm cười nhưng anh biết những vệ sĩ đó đã bắt đầu tiếp cận bọn họ rồi. Nguyên Húc vẫy tay với các vệ sĩ, và tất cả các vệ sĩ lần lượt mở chốt an toàn và nhắm vào Diệp Vô Phong. Nhưng động tác của Diệp Vô Phong nhanh hơn bọn họ rất nhiều, khi đám vệ sĩ này hạ tay trên chốt an toàn, Diệp Vô Phong trực tiếp hất văng mấy cái bản xung quanh, sau đó tạo thành một vòng tròn, bọn họ ở bên trong vòng tròn này chống đỡ đạn. Bang 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 bang, viên đạn găm vào bàn, và những chiếc bàn kính đó bắt đầu vỡ tan. Diệp Vô Phong vẫn đang đợi, anh đã rời khỏi vị trí của mình, anh tin Du Kinh Hồng sẽ nhanh chóng cử người tới đây giải cứu. Không phải anh không muốn ra tay, nếu chỉ có một mình anh, anh có thể tìm được một lối để thoát ra, nếu may mắn thì có thể xử lý luôn Nguyên Đông Thành cùng Nguyên Húc. Nhưng bên cạnh anh còn có bốn người, anh chỉ có thể phòng ngự một cách thụ động. Sau khi đập một cái cốc xuống đất, anh nhặt hai mảnh vỡ lên và ném ra ngoài từ khe hở giữa các bàn mục tiêu là nguyên đông thành và nguyên húc nhưng ngay khi những mảnh vỡ sắp đâm thủng cổ cả hai thì một người xuất hiện trước mặt hai người dùng hai tay tát xuống rồi đập cả hai mảnh vỡ xuống đất thật là quỷ quyệt lúc này còn có tâm tư nghĩ cách giết nguyên đông thành và tam thiếu mày qua kiêu ngạo càn quấy rồi đấy lục phong siêu tái mặt nhìn mấy người diệp vô phong trốn phía sau mấy cái bàn sau khi hừ lạnh anh ta cầm lấy một chiếc ghế trong tay giận dữ hét lên rồi ném chiếc ghế xuống chiếc bàn mà diệp vô phong dùng để đỡ đạn ầm uhm, mấy cái bàn mà diệp vô phong bày ra đột nhiên có một khoảng trống vệ sĩ nắm bắt cơ hội và bắt đầu bắn vào khoảng trống dĩ nhiên không có cách nào để chặn khoảng trống trong lúc nhất thời được mà đám vệ sĩ này càng ngày càng gần bọn họ diệp vô phong biết nếu tiếp tục thân thể của bọn họ sẽ bị lộ ra ngoài bản thân anh thì tự tin tuyệt đối có thể giết chết đám vệ sĩ kia nhưng anh biết đám người bạch nhạn phi không có cách nào tránh được những viên đạn này chúng ta phải tìm cách nếu không tất cả đều sẽ chết ở đây diệp vô phong cảm thấy bất lực mặc dù vừa rồi thấy phong lệ na từ chối hôn lễ của nguyên đông thành rất thoải mái nhưng bây giờ anh cũng biết những người này đang ở trong tình thế nguy hiểm chờ một chút tôi đếm đến ba mọi người nhìn chằm chằm vào hai cái bàn bên kia rồi chạy tới đó diệp vô phong chỉ vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn phía xa anh biết hiện tại tuyệt đối không thể đi ra từ cửa chính, vị trí cửa chính có lẽ đã bị vệ sĩ chặn lại, nếu bọn họ dám đi ra qua cửa chính, nhất định sẽ bị bắn tan xác. Hơn nữa nếu họ bị chặn ở cửa chính thì họ sẽ ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan và những vệ sĩ trong hội trường này cũng sẽ đẩy họ đến tình thế tuyệt vọng. Vì vậy, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng có một vấn đề, đây là tầng 5, nếu nhảy xuống từ cửa sổ kia thì chắc chắn sẽ chết. Cho nên bọn họ bây giờ giống như cá trong chậu, lúc này nhìn thấy Nguyên Húc ngồi ở một bên rất bình tĩnh, rõ ràng là đã biết đám người Diệp Vô Phong sẽ không có cách nào rời khỏi nơi này. Tất cả những kẻ đã tát vào mặt nhà họ Nguyên hôm nay đều không có cơ hội sống sót rời đi. Sắc mặt Nguyên Húc rất dữ tợn, lạnh lùng nhìn thẳng vào vị trí của Diệp Vô Phong, mày thật sự cho rằng Liêu Tây và Liêu Đông giống nhau sao? Âu Dương lôi chết trong tay mày, đều là hắn xui xẻo, mày tưởng đó thật sự là sức mạnh của mày hay sao? thật là nực cười. Nguyên Đông Thành lúc này nghiến răng nghiến lợi, rất tức giận, tôi muốn giết tên khốn kiếp này, tôi muốn giết con gái điếm kia. Anh ta vẫy tay với cấp dưới của mình, cấp dưới của anh ta đã đặt một khẩu súng lục vào tay Nguyên Đông Thành. Anh ta nổ súng vào chiếc bàn mà Diệp vô phong đã lật lại chắn trước mặt. Bang 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 bang. Đạn lần lượt rơi xuống mặt bàn, chỉ bắn vỡ tấm kính phía trên chứ không xuyên qua mặt bàn. Ngược lại, ba mặt còn lại đã lâm nguy vì bị vệ sĩ bắn liên tục, có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào. Diệp vô phong cầm hai cái bàn, sau đó lui về phía sau, hướng này đi tới cửa sổ sát sàn kia. Nguyên Húc cười ha hả, muốn chạy sao? Không chạy được đâu, tao đã bao vây tứ phía rồi, trừ phi mày nhảy từ lầu năm xuống. Nói sách khác, kết quả cuối cùng của mày là sẽ bị vệ sĩ của tao giải quyết thôi. Diệp vô phong lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy, anh biết hiện tại việc duy nhất có thể làm là lui về vị trí cách cửa sổ cao từ sàn tới trần, nếu muốn bảo vệ bốn người Bạch Nhạn Phi, anh chỉ có thể làm những điều hèn mọn như vậy. Nếu chỉ có một mình anh thì đám vệ sĩ này còn có thể ngông cuồng hay sao? Đương nhiên, đáng tiếc hiện tại không còn cách nào, bốn người bên cạnh anh cần phải được bảo vệ, cho nên hiện tại chỉ có thể từ từ đi tới. Ngay sau khi bọn họ lui về phía cửa sổ, một sợi dây thường đột nhiên từ trên trời rơi xuống, Diệp Vô Phong nắm lấy ngẩng đầu nhìn thấy một thanh niên rất bình thường đang tò mò nhìn mình anh nhanh chóng nghĩ ra ai đã làm loại chuyện này xem ra để cậu ta làm nhân viên của công ty hoa cường của chúng ta là rất tốt diệp vô phong gật đầu đồng ý với kiến nghị của chu tử đồng nhưng ngay cả khi chu tử đồng muốn trở thành nhân viên của công ty hoa cường thì anh cũng phải rời khỏi nơi này trước sau khi có dây thừng diệp vô phong buộc dây vào lan can rồi để bạch nhạn phi đi xuống trước Độ dài của sợi dây này chắc vừa phải, vì vậy các người cứ việc trèo xuống, tôi có thể chặn được đòn tấn công của kẻ địch." Diệp Vô Phong nói. Nhưng chưa kịp dứt lời thì một chiếc bàn đã bị một chiếc ghế đập nát. Chương 534: Thuận lợi rời đi. Và trước mặt anh có một khe hở rất lớn, Diệp Vô Phong túm lấy một nhà phong lệ na, Bạch Nhạn phi leo xuống trước nên viên đạn của tên vệ sĩ không ảnh hưởng đến cô ấy. Chỉ là lúc này Diệp Vô Phong đã bảo vệ một nhà phong lệ na ở sau lưng. Anh chỉ có thể né qua một bên để ngăn chặn viên đạn của đối phương. Một người chi thứ của nhà họ Nguyên đã mạnh như vậy rồi, xem ra nhà họ Nguyên ở Liêu Tây thật sự có thực lực rất mạnh. Diệp Vô Phong lộ ra một nụ cười bất lực. Diệp Vô Phong nhìn về phía Phong Lệ Na, sau khi Bạch Nhạn Phi đi xuống thì cô cũng đi theo sợi dây này xuống đi. Phong Lệ Na nhìn độ cao của tầng 5, rất sợ hãi, cô ta nhanh chóng lắc đầu, tôi không làm được, cứ rơi xuống thế này chắc tôi chết mất diệp vô phong rất nghiêm túc nói nếu cô cứ ở chỗ này thì mới chết đấy không phải cô đã thức tỉnh nên mới tới đây hay sao chẳng lẽ cô muốn chết ở đây nếu ngay cả leo xuống mà cô còn không dám tôi không tin cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết phong lệ na còn đang rất do dự diệp vô phong lúc này đã nắm lấy cổ váy của cô ta lúc này cô ta vẫn đang mặc váy cưới nhưng váy cưới đã dính một ít máu diệp vô phong nói tôi nói này hiện tại không phải là lúc để cô trần trừ chỉ cần cô trần trừ một giây, bố mẹ của cô rất có thể sẽ chết ở trước mặt cô đấy. Phong lệ na dùng mình khi nghe điều đó, sau đó cô ta nghiến răng, nắm lấy sợi dây và từ từ leo xuống. Diệp vô phong nhìn về phía phong tử nghĩa, bây giờ đến lượt ông. Phong tử nghĩa bảo Lưu Hân Di đi xuống trước, ông ta nhìn về phía Diệp vô phong, chàng trai, bản lĩnh của cậu rất tuyệt vời đấy, chắc không phải là một người vô danh nhỉ. Diệp Vô Phong nở nụ cười, hiện tại nói chuyện này có chút không thích hợp, trước tiên ông vẫn nên rời khỏi nơi này đi, các người đúng là gánh nặng, nếu không phải có các người thì tôi đã sớm thoát ra rồi. Phong Tử Nghĩa cũng không tức giận khi nghe thấy lời nói thô lỗ của Diệp Vô Phong, gật đầu rồi leo lên lan can, nhưng sắc mặt của Diệp Vô Phong lúc này đã thay đổi, bởi vì cái bàn trong tay anh bắt đầu nứt ra. Cái bàn này đã chịu không biết bao nhiêu viên đạn, tất nhiên sẽ bị phá hủy. Có thể chống đỡ lâu như vậy cũng đã là một kỳ tích rồi. Diệp Vô Phong lạnh lùng nhìn phía trước, tiếp theo đã đến lúc các người phải trả giá. Anh chỉ cần đợi Phong Tử nghĩa rời khỏi nơi này, sau đó có thể đại sát tứ phía với đám vệ sĩ và đám người Nguyên Đông Thành ở bên trong. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên Húc, anh biết đối phương chắc chắn còn có quân bài tẩy, nhưng bọn họ vẫn chưa sử dụng. Diệp Vô Phong chế nhạo, Nguyên Đông Thành chỉ là đồ rác rưởi nhưng bố của anh ta cũng coi như có đầu óc, quên đi, hiện tại tha cho các người, đợi ngày nào đó tâm tình của tôi không tốt thì sẽ lại đến lấy mạng chó của mấy người. Nguyên Đông thành giống lên với mấy vệ sĩ, các người còn ngây ra đó làm gì? Mau tiến lên cho tao, đúng là một lũ rác rưởi, trong tay bọn họ còn không có cả súng. Các người còn chờ gì nữa hả? Các vệ sĩ đều nhanh chóng tiếp cận ban công, bởi vì có một cái bàn chặn lại, cho nên bọn họ cũng không biết ngoài ban công có chuyện gì khi diệp vô phong ném chiếc bàn về phía trước tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy không có ai khác ngoài anh cả những người kia đâu nguyên húc nheo mắt lại tao thật không ngờ vào lúc này lại có người giúp bọn họ nguyên đông thành sửng sốt phong lệ na và những người khác đâu hai con khốn đó đi đâu rồi nguyên húc chỉ vào sợi dây phía trên lan can có người từ trên cao ném dây cho bọn họ để bọn họ thả dây xuống nguyên đông thành vỗ một cái vào bàn khốn kiếp tôi muốn bọn họ chết, cái tên Diệp vô phong kia, tôi muốn anh ta sống không bằng chết. Lúc này Nguyên Đông Thành đã mất đi lý trí rồi, vốn tưởng rằng hôn lễ hôm nay là để chơi đùa với Phong Lệ Na, nhưng không ngờ mọi chuyện lại ngược lại. Phong Lệ Na dám làm trái mệnh lệnh của anh ta, tất cả những điều này đều rất bất thường. Anh ta nghiến răng, nhất định là do Diệp vô phong và Bạch Nhạn phi dậy, nếu không làm sao Phong Lệ Na dám làm chuyện như vậy với tao. Anh che mặt mình lại, đến bây giờ anh ta vẫn cảm thấy đau rát trên mặt nguyên hút thất vọng nhìn nguyên đông thành đừng tưởng rằng phong lệ na là đồ chơi của mày nguyên nhân hôm nay cô ta như thế này tao hoàn toàn có thể đoán được mày cho rằng tao không biết mày đã làm gì sao một cô gái tốt đẹp bị mày làm nhục thành ra như vậy nếu không phải không ảnh hưởng đến nhà họ nguyên thì tao đã sớm nhốt mày lại rồi lửa giận trong lòng nguyên đông thành lập tức bị những lời này đè nén sắc mặt ảm đạm xuống trong lòng vẫn rất bất mãn khinh thường nói, cô ta chỉ là một con đàn bà ti tiện thôi, con nói cái gì thì cô ta nghe theo cái đó, nếu không có Bạch Nhạn Phi và Diệp Vô Phong thì cô ta sẽ dám làm chuyện như vậy sao?" Nguyên Húc nghe xong lời nói của Nguyên Đông Thành, chỉ cảm thấy càng thêm thất vọng, người làm việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết, càng không nên dồn hết tâm sức chơi đùa với phụ nữ. Nguyên Đông Thành rõ ràng đã phạm sai lầm như vậy. Tuy nhiên, ông ta đã nói rất nhiều lần, nhưng Nguyên Đông Thành vẫn không nghe. Nguyên Húc biết Nguyên Đông thành sống như vậy cũng tốt, ít nhất không có quá nhiều áp lực, dưới sự bảo hộ của nhà họ Nguyên, anh ta không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Con cháu thì có phúc của con cháu, ông ta cũng không thể kiểm soát được nhiều. Chuyện này con không cần quan tâm nhiều, bố sẽ cho người xử lý. Nguyên Húc nói xong liền đi xuống, ông ta biết rằng cuộc rượt đuổi tiếp theo sẽ không thu được bao nhiêu kết quả. Mặc dù nhà họ Nguyên rất mạnh ở phía Liêu Tây, nhưng ít nhất cũng phải nể mặt nhà nước đấu súng ngoài đường thì thật hơi quá đáng. Ngay cả phía nhà nước cũng sẽ không thể bỏ qua cho họ dễ dàng được. Nguyên Húc cũng không muốn đối đầu với nhà nước. Nguyên Đông Thành có chút tò mò, nhưng tầng một cũng có người của chúng ta, chỉ cần bảo người phía dưới bắt Bạch Nhạn Phi và Phong Lệ Na lại là được rồi. Nguyên Húc liếc nhìn Nguyên Đông Thành, nếu như bắt được thì đã có tin tức tới rồi, còn không tới thì có nghĩa là vệ sĩ phía dưới đã thất thủ. Sau khi Diệp vô phong đi xuống, nhìn thấy hơn chục tên vệ sĩ nằm trên mặt đất, hơn nữa còn đang trong tình trạng hôn mê, anh nhìn Bạch Nhạn Phi. Bạch Nhạn Phi lắc đầu, không phải tớ làm, lúc tớ xuống thì mấy người này đã thế này rồi. Diệp Vô Phong nói, bất kể như thế nào, trước tiên chúng ta phải rời khỏi nơi này đã. Vệ sĩ phía trên không biết có đuổi xuống không. Mọi người gật đầu, Diệp Vô Phong trực tiếp lái xe của Phong Tử Nghĩa trở về nhà của Phong Tử Nghĩa, lúc này nhà của Phong Tử Nghĩa đã được dọn dẹp sạch sẽ có vẻ như Phong Tử Nghĩa đã định rời khỏi nơi này. Xem ra đã sớm chuẩn bị rồi, nhưng đáng tiếc là hiện tại mọi chuyện lại thay đổi như thế này. Diệp vô Phong mỉm cười. Phong Tử Nghĩa bất lực thở dài, thật xin lỗi, tôi chỉ mua vé máy bay cho gia đình chúng tôi, bây giờ tôi sẽ đặt thêm hai vé cho các người. Trường 535, tôi đã mua lại công ty của ông. Khi đó, ông ta chưa từng nghĩ rằng Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi sẽ giúp bọn họ rời khỏi đây. Phong Lệ Na trông có vẻ bình tĩnh, nhìn váy cưới và cười nói, "Con đi lên thay quần áo trước." Phong Tử Nghĩa lôi ra hai cái thùng xe đẩy, tất cả mọi thứ đều được đóng gói vào trong thùng xe đẩy, Lưu Hân Di lo lắng hỏi, "Giấy tờ đều đã đem theo hết chưa?" Phong Tử Nghĩa gật đầu. Diệp Vô Phong nhìn bộ dạng bận rộn của hai người bọn họ, trước tiên tự mình rót một chén trà, sau đó gõ bàn nói, "Thật ra hai người có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện." hai người đang thu dọn đồ đặc tò mò nhìn diệp vô phong diệp vô phong cười nói thật ra mọi người cũng không cần rời đi xí nghiệp thượng đạt lớn như vậy lại đang phát triển tốt như thế nếu như trực tiếp vứt bỏ thì thật đáng tiếc phong tử nghĩa bất lực nói thực ra lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi chúng tôi đã bán cổ phần của xí nghiệp thượng đạt rồi bây giờ tôi không còn là chủ tịch xí nghiệp thượng đạt nữa diệp vô phong mỉm cười tôi biết mà vậy thì ông có hứng thú đến xí nghiệp thượng đạt làm việc không tôi có thể chia cho ông 10% cổ phần. Phong tử nghĩa nhìn Diệp vô phong có chút khó hiểu, đây là ý gì? Đến thượng đạt làm việc có nghĩa là gì, lại còn chia cho ông ta 10% cổ phần? Có nhầm lẫn gì không? Diệp vô phong giải thích, tôi là người đã mua lại xí nghiệp thượng đạt của ông, và bây giờ xí nghiệp thượng đạt đã là công ty chi nhánh dưới tay tôi. Phong tử nghĩa sửng sốt cậu, cậu mua công ty của chúng tôi sao? Nhưng sao tôi không biết, lúc bán cổ phần tôi luôn chú ý là công ty Hoa Cường đã thu mua lại. Diệp vô phong gật đầu, đúng vậy, Hoa Cường là công ty của tôi. Để tôi chính thức giới thiệu một chút, tôi tên là Diệp vô phong, chủ tịch công ty Hoa Cường. Nhìn thấy Diệp vô phong vươn tay, phong tử nghĩa đã có chút sướng sờ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Nhưng ông ta vẫn vô thức bắt tay với Diệp vô phong. Diệp vô phong mỉm cười, tôi mới đến từ Liêu Đông, có thể ông không biết rõ tôi, nhưng nếu ông tới Liêu Đông hỏi thăm thì sẽ biết danh tiếng của tôi ở Liêu Đông rất tốt, làm việc dưới quyền của tôi thì nhất định không phải là sai lầm đâu, hơn nữa ông cũng không muốn rời khỏi Liêu Tây, rời khỏi nhà của mình đúng không? Anh muốn giữ Phong Tử Nghĩa, dù sao xí nghiệp thượng đạt vẫn cần một người quản lý, hiện tại công ty Hoa Cường cũng không có nhiều người như vậy, hơn nữa bản thân Phong Tử Nghĩa cũng có sự nhạy bén trong kinh doanh, hoàn toàn không có vấn đề gì khi để ông ta tiếp tục quản lý công ty. Hơn nữa anh cần lôi kéo một số người dân địa phương ở Liêu Tây làm đối tác của mình, như vậy mới có thể quen thuộc hơn với các quy tắc ở Liêu Tây." Phong Tử Nghĩa nhanh chóng nói, "Nếu là trước kia, tôi nhất định sẽ đồng ý, nhưng hiện tại chúng tôi đã xúc phạm đến nhà họ Nguyên, nhà họ Nguyên sẽ không để chúng tôi tiếp tục ở lại Liêu Tây, nếu không mau rời đi, tất cả chúng tôi sẽ chết ở đây." Ông ta biết rất rõ thân thế của nhà họ Nguyên ở Liêu Tây, muốn hạ một công ty cũng chỉ là chuyện đơn giản cho nên nếu việc kinh doanh của Thượng Đạt tiếp tục do ông ta điều hành, nhất định sẽ rất khó khăn. Thậm chí, tính mạng của gia đình ông ta sẽ bị đe dọa. Vì vậy ông ta sẽ không tiếp tục ở lại Liêu Tây nữa. Ông ta khuyên nhủ, những chuyện cậu làm hôm nay, nhà họ Nguyên sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, cho nên cậu cũng tranh thủ rời khỏi nơi này đi. Lúc này, Phong Lệ Na đã thay trang phục giản dị và bước ra khỏi phòng với một chút trang điểm trên mặt, nhưng nhìn chung cô ta đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Vô Phong thấy rằng sau khi Phong Lệ Na trải qua những chuyện này, toàn bộ tính khí của cô ta dường như khác hẳn, trước kia cô ta cho anh cảm giác đây là người phụ nữ rất hèn mọn. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng trông giống như một công chúa nhỏ rồi. Phong Lệ Na đi đến bên cạnh Bạch Nhạn Phi, ôm lấy cô ấy, sau đó quay đầu nhìn Phong Tử Nghĩa, "Đúng rồi, bố, con còn chưa nói cho bố biết, bạn thân nhất của con là chủ của công ty vệ sĩ Long Kiếm ở Liêu Đông, còn vị này là chủ tịch công ty Hoa Cường." Phong tử nghĩa tức giận nói, bây giờ mới nói à, bố đã sớm biết rồi. Phong lệ na lè lưỡi, bây giờ con mới nhớ phải giới thiệu với bố, vừa rồi con nghe mọi người thảo luận, con nghĩ Diệp vô phong nói rất có lý, con cũng không muốn rời khỏi liêu tây, dù sao đây cũng là nhà của con. Vẻ mặt phong tử nghĩa thay đổi, con đang hồ đồ đấy, con có biết nhà họ Nguyên nhất định đang chuẩn bị tới nơi này của chúng ta không? Sản nghiệp của nhà họ Nguyên bao gồm cả công nghiệp xám Thuộc hạ dưới tay thì rất mạnh mẽ, tùy tiện kéo một người qua đây cũng không phải loại mà chúng ta có thể đối phó đâu. Lưu Hân Di cũng cảm thấy rằng Phong Lệ Na đang nói đùa, lúc ấy bọn họ đã bàn bạc ổn thỏa rồi, sau khi giải quyết chuyện này sẽ rời đi. Vất vả lắm bọn họ mới thoát khỏi khách sạn Cana, và bây giờ chỉ cần họ thu dọn đồ đạc và lên máy bay thì mọi thứ sẽ ổn. Mọi thứ họ cần giải quyết đã được xử lý xong. Kết quả là, sự thay đổi ý định tạm thời này chắc chắn là điều tồi tệ nhất diệp vô phong nở nụ cười trên mặt chờ phong lệ na thuyết phục bọn họ phong lệ na chỉ vào diệp vô phong chỉ cần có anh ấy ở đó thì nhà họ nguyên là cái thá gì chứ nhà âu dương ở liêu đông không phải cũng rất hùng mạnh sao kết quả thì thế nào còn không phải bị công ty hoa cường xử lý sao hiện tại chủ tịch diệp của công ty hoa cường đã đích thân đến đây rồi nên đương nhiên nhà họ nguyên sẽ không sống dễ dàng như trước đâu con thì biết cái gì liêu đông là liêu đông Liêu Tây là Liêu Tây, thực lực của nhà Nguyên ở Liêu Tây là vô biên, quan hệ của bọn họ đủ để kết nối toàn bộ Liêu Tây, dưới tình hình này, mặc kệ con làm chuyện gì với nhà họ Nguyên thì đều là đối nghịch với toàn bộ Liêu Tây đấy. Phong Tử nghĩa hiểu rõ được vị trí quan trọng của nhà Nguyên ở Liêu Tây, tương đương với nòng cốt của toàn bộ Liêu Tây, mọi ngành nghề đều có liên hệ với nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong nói muốn ra tay với nhà họ Nguyên, như vậy không phải muốn công kích toàn bộ Liêu Tây sao? loại chuyện này sao có thể làm được chứ phong tử nghĩa nghiêm túc nhìn diệp vô phong có thể cậu không biết nhà âu dương ở bên kia ít nhất vẫn còn có chỗ hòa giải nhưng ở liêu tây nếu như động đến nhà họ nguyên thì chính là muốn cả liêu tây tiến vào thời kỳ suy thoái đấy cậu cảm thấy cậu sẽ làm được điều này sao diệp vô phong chỉ lên trời loại chuyện này không phải một mình tôi định đoạt cũng không phải chỉ có công ty hoa cường muốn động đến nhà họ nguyên ở liêu tây còn có những người phía trên cũng muốn động đến nhà họ nguyên nhà họ Nguyên đã cắm rễ ở Liêu Tây một thời gian quá dài rồi. Liêu Tây đã dần dần mất kiểm soát, đương nhiên phía trên sẽ không cho phép mọi chuyện đều do nhà họ Nguyên định đoạt. Phong tử nghĩa sừng sốt một chút sau khi nghe lời này, không ngờ bây giờ lại xảy ra tình huống như vậy, nếu như bên trên muốn động thủ thì tính chất sự việc sẽ khác. Diệp vô phong nở nụ cười, cho nên ông có thể cân nhắc một chút, nếu ông không muốn rời khỏi Liêu Tây, tôi vẫn có thể cho ông sống yên ổn ở Liêu Tây lần này Phong Tử Nghĩa đã rơi vào do dự, đương nhiên ông ta không muốn rời khỏi lưu Tây. Audio điện tử võ tấn bền chương 536, mời riêng qua Nhưng Phong Tử Nghĩa hiểu rằng nhà họ Nguyên đang là xu hướng chung hiện nay, việc nhà họ Nguyên muốn động vào xí nghiệp thượng đạt hay động vào một nhà bọn họ là chuyện rất đơn giản. Ông ta vẫn luôn tuân theo nguyên tắc không tiếp xúc với những người này, cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều với nhà họ Nguyên, chẳng qua thế lực của nhà họ Nguyên rất lớn, đã bắt đầu vô pháp vô thiên từ 20-30 năm trước rồi. Lúc trước có người phía trên xuống và nói muốn điều tra một số vụ việc, kết quả là bị người ta phóng hỏa đốt khách sạn và những người ở trên đã bị thiêu chết. Vụ việc này đã gây chấn động khắp Trung Quốc lúc bấy giờ. Nhưng cuối cùng nhà họ Nguyên cũng chỉ tìm được vài kẻ chết thay để đè ép chuyện này xuống. Lúc đó Phong Tử Nghĩa biết rằng thời kỳ của nhà họ Nguyên sắp kết thúc, những người bên trên tuyệt đối không thể cho phép một gia tộc như vậy tồn tại ở trung quốc hơn nữa chỉ cần nhà họ nguyên ở liêu tây những người bình thường ở liêu tây kia sẽ không thể xuất đầu lộ diện để vươn lên nếu muốn như thế thì phải bám vào nhà họ nguyên phong tử nghĩa bất lực thở dài tuy rằng tôi tin các cậu nhưng hiện tại nhà họ nguyên vẫn là bên có thế lực nhất nếu chúng ta cứ tiếp tục ở liêu tây sẽ không lâu đâu chỉ cần đêm nay bọn họ sẽ đem người đến đây gây phiền phức với chúng ta thôi Diệp Vô Phong lấy điện thoại ra, "Tôi biết, cho nên tôi sẽ tìm người trợ giúp tới đây. Chỉ cần có người này thì hẳn là không có vấn đề gì nữa." Phong Tử Nghĩa nhìn Diệp Vô Phong có chút nghi hoặc, "Ở Liêu Tây, còn ai dám ngăn cản hành động của nhà nguyên chứ?" 10 phút sau, A à, Mịch xuất hiện trước mặt Diệp Vô Phong, Phong Tử Nghĩa kinh ngạc nhìn Diệp Vô Phong, "Chủ tịch Diệp, cậu đang đùa sao? Đây không phải là một người phụ nữ bình thường sao?" Diệp Vô Phong cho rằng đêm nay người phụ nữ không giống nhân vật lớn này có thể đuổi những người kia về sao? Dựa vào cái gì chứ? Diệp Vô Phong vỗ vỗ vai A Mịch, "Yên tâm đi, cô ấy là cảnh sát. Đám côn đồ đó rất sợ cảnh sát, nếu chúng dám động thủ, tôi sẽ khiến chúng không chịu nổi." Phong Tử Nghĩa vẫn không biết rốt cuộc Diệp Vô Phong giấu thuốc gì trong hồ lô, cho dù A Mịch có là cảnh sát thì cũng không có cách nào ép bọn côn đồ đó rút lui được người nhà họ Nguyên sẽ sợ cảnh sát sao? Tất nhiên là không sợ. A Mịch tò mò nhìn Diệp Vô Phong, anh bảo tôi tới đây là muốn làm gì? Tôi muốn cô giúp tôi một việc, không phải cô là cảnh sát sao? Tối nay có người muốn ra tay với chủ tịch Phong của xí nghiệp Thượng Đạt, tôi muốn cô hỗ trợ bảo vệ. Diệp Vô Phong mỉm cười. A Mịch trợn to hai mắt, hiện tại tôi là đặc vụ ngầm đấy, anh cũng biết thân phận của tôi không thể bị bại lộ mà diệp vô phong nói đêm nay cô giúp tôi tôi có thể giúp cô tìm chứng cứ cho vụ án mà cô muốn điều tra sau một hồi suy nghĩ a mịch đồng ý được rồi thành giao diệp vô phong nở nụ cười là người nhà họ nguyên muốn ra tay cô có sợ đắc tội nhà họ nguyên không a mịch mạnh mẽ xua tay nhà họ nguyên cái gì chứ nghề nghiệp của tôi là cảnh sát ai phạm tội thì phải bị bắt còn nhà họ nguyên thì làm sao chứ chẳng lẽ có thể ăn thịt tôi sao diệp vô phong giơ ngón tay cái lên chắc chắn chỉ có những người không biết sợ là gì mới dám làm cái kiểu bất chấp cái chết này nếu là người khác ước chừng chuyện này sẽ được giải quyết theo đường vòng thay vì định va chạm trực diện với nhà họ nguyên như a mịch phong tử nghĩa biết hiện tại mình không có cách nào thuyết phục được con gái nên chỉ có thể thở dài ngồi xuống bắt đầu pha trà cho mọi người nếu đã không đi thì đương nhiên họ sẽ không cần vội vàng nữa phục vụ trà cho mọi người trước Phong tử nghĩa nói, ước chừng đến nửa đêm bên kia sẽ tấn công chúng ta, nhưng chúng ta không biết ai sẽ dẫn đầu ra tay. Diệp vô phong hờ hững nhún vai, mặc kệ là ai cũng được, chỉ cần bọn họ dám tới, tôi sẽ khiến bọn họ không chịu nổi. Nửa đêm, phong lệ nam mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa dựa vào bạch nhạn phi, bạch nhạn phi nhìn xung quanh rất cảnh giác, cô ấy biết phong lệ na thực sự rất mệt, mặc dù cô ta trông đã hồi phục tinh thần, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn đang âm ỉ nỗi buồn không ai hiểu thấu được phong tử nghĩa chỉ pha trà một cách bình tĩnh trong phòng khách cũng không có nhiều tiếng ồn ào a mịch lại đang ngủ với tư thế ngửa đầu diệp vô phong thực sự bất lực với người phụ nữ này cô ấy học ở đâu ra một thói quen và tính cách dễ thương như vậy chứ ầm uhm, đúng lúc này một tiếng động lớn chuyển đến cả người đang ngủ say đều bị đánh thức phong tử nghĩa nhìn anh nói tới rồi diệp vô phong gật đầu tóm lấy A Mịch vẫn còn đang bối rối bước ra ngoài. Bạch Nhãn Nhi ôm lấy Phong Lệ Na, an ủi, chúng ta sẽ không đi ra ngoài, Diệp Vô Phong sẽ lo liệu mọi chuyện. Bước ra khỏi đại sảnh, đi tới sân nhà của biệt thự liền nhìn thấy một chiếc xe thùng hút đổ cửa chính, một đoàn người đi vào trong sân. Dẫn đầu là Nguyên Đạt Tiêu. Vào lúc này, Nguyên Đạt Tiêu nhìn trái nhìn phải, như thể anh ta đang chiêm ngưỡng cái sân này vậy. Không tệ, nhưng còn thiếu một số đồ cổ và tượng đá, nếu không thì cái sân này hoàn mỹ rồi. Nguyên đạt tiêu không vội vàng chút nào. Khi nhận nhiệm vụ trói một nhà phong tử nghĩa ở đây, anh ta rất tò mò vì sao đám người phong tử nghĩa còn chưa rời khỏi liêu tây. Phải biết rằng bọn họ đều đã sẵn sàng đi đến các tỉnh khác để bắt một nhà phong tử nghĩa lại rồi. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vô Phong và A Mịch đứng ở trong sân, Nguyên Đạt Tiêu lập tức sửng sốt, chỉ vào Diệp Vô Phong, mày. Tại sao mày lại ở chỗ này? Diệp vô phong nở nụ cười, tại sao tôi không thể ở nơi này? Tên khốn kiếp, thảo nào tao vẫn luôn đi tìm mày mà vẫn không tìm được. Hóa ra mày và phong tử nghĩa ở cùng một chỗ, nhưng hôm nay coi như cũng không tệ, nếu có thể giết hết cả đám bọn mày thì tao cũng không tốn thời gian đi tìm mày nữa. Nguyên Đạt Tiêu rất vui vẻ nói. Lần này anh ta mang theo rất nhiều người, giết chết Diệp vô phong sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Và những người sau lưng anh ta có vũ khí nóng, cho dù võ công của Diệp vô phong cao thì anh vẫn có thể chặn được đạn sao. Lúc này càng ngày càng nhiều người vào sân, trên tay đa số đều cầm thanh thép và dao dựa, nhưng Diệp vô phong vẫn thấy có người cầm súng lục trong tay. Một gia tộc lớn như nhà họ Nguyên làm sao có thể không giấu giếm súng ống đạn dược cơ chứ? Dù sao thì việc xử lý mọi chuyện bằng súng ống đạn dược vẫn có tác dụng tuyệt vời. Chân thép và nắm đấm thép đứng ở bên cạnh Nguyên Đạt Tiêu, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp vô phong, bọn họ cũng không có bất kỳ vẻ hung ác gì lần trước ở club hào thiên bọn họ đã thấy sức mạnh của diệp vô phong đã tâm phục khẩu phục rồi làm sao vậy anh mang theo số người này tới đây làm gì thế diệp vô phong tò mò hỏi mấy người này à ở đây có hàng trăm người cũng quá đủ để san bằng biệt thự nhỏ của mày rồi hôm nay cả nhà phong tử nghĩa nhất định phải bị bọn tao bắt đi nguyên đạt tiêu lạnh lùng nhìn diệp vô phong nếu mày thức thời thì tránh ra cho tao Chương 537, ông ấy là người của tôi." Diệp Vô Phong cười ha hả, "Đừng nhiều lời, hiện tại Phong Tử Nghĩa là người của tôi, anh muốn ông ấy đi cùng anh thì phải hỏi qua ý kiến của tôi mới được." "Từ khi nào mà Phong Tử Nghĩa lại là người của mày thế, sao tao không biết?" Diệp Vô Phong, mày vừa mới đến từ Liêu Đông, lại dám cản rỡ trên địa bàn của bọn tao sao?" Nguyên Đạt Tiêu rất khó chịu nói. "Có vẻ như sau chuyện ở club Hào Thiên, nguyên đạt tiêu đã điều tra thân phận của diệp vô phong nếu không điều tra thì họ sẽ không biết rằng diệp vô phong mà họ nhìn thấy lúc này chính là chủ tịch diệp vô phong của công ty hoa cường ở liêu đông chẳng lẽ anh không biết sao hiện tại xí nghiệp thượng đạt đã là công ty con của công ty hoa cường chúng tôi rồi diệp vô phong cười nói nguyên đạt tiêu sửng sốt không ngờ tốc độ của diệp vô phong lại nhanh như vậy mới mấy ngày mà anh đã thu mua được xí nghiệp thượng đạt rồi diệp vô phong vui vẻ nói thật ra tôi có thể thu mua xí nghiệp thượng đạt một cách suôn sẻ như vậy thì vẫn phải cảm ơn các người. Nếu không có các người thì xí nghiệp thượng đạt cũng sẽ không bắt đầu liều mạng bán tháo cổ phần công ty như vậy. Nguyên đạt tiêu nhất thời không nói nên lời. Bởi vì anh ta biết chính nhà họ Nguyên muốn giết Phong Tử Nghĩa, nên Phong Tử Nghĩa mới quyết định bán cổ phần công ty. Lúc đó nhà họ Nguyên đánh tiếng, cho nên các xí nghiệp ở Liêu Tây cũng không dám mua xí nghiệp thượng đạt, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng thương vụ mua lại thượng đạt, Hóa ra lại là công ty bên ngoài. Điều này hoàn toàn bất ngờ. Thật sao? Đã như vậy thì tao sẽ xử luôn cả mày. Dù sao lần trước để mày trốn thoát thật sự là rất đáng tiếc. Nguyên Đạt Tiêu rất khó chịu nói. Diệp Vô Phong chế nhạo, lần trước không phải anh cầu xin cho nên tôi mới buông tha cho anh sao? Sao bây giờ lại biến thành anh buông tha cho tôi thế? Khuôn mặt của Nguyên Đạt Tiêu đột nhiên trở nên rất khó coi, nhưng anh ta vẫn bất chấp nói, bất nói nhảm. Hôm nay không ai có thể chạy được đâu. Bọn côn đồ xung quanh bắt đầu đập phá sân, đập phá một số thứ, bãi cỏ trở nên lầy lội vì bị đám đông đè lên, Diệp Vô Phong vẫn không nhúc nhích, bọn họ phá bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Còn phải trả gấp đôi. Nguyên Đạt tiêu mỉm cười, tao biết thực lực của mày rất mạnh, nhưng cho dù mày mạnh cỡ nào, cũng không thể mạnh hơn viên đạn của tao được, nhất định phải biết rằng mày không phải là người duy nhất trong sân này, phía sau còn có người cần mày bảo vệ những người đó sẽ chết ở đây nếu như mày dám lộn xộn diệp vô phong lạnh lùng nhìn nguyên đạt tiêu lúc này cuối cùng a mịch cũng đứng ra nguyên đạt tiêu đúng không bây giờ tôi sẽ bắt anh về tội xâm phạm nhà ở và phá hoại tài sản riêng nguyên đạt tiêu tò mò nhìn a mịch cô đang đùa cái quái gì vậy a mịch lấy thẻ ngành ra ngại quá tôi là cảnh sát nguyên đạt tiêu sửng sốt một chút ngay sau đó bật cười thành tiếng chắc là đang nói đùa đúng không cảnh sát, cảnh sát Liêu Tây vẫn muốn chó mõm vào sao? Tại sao tôi lại không biết thế? Xem ra tôi vẫn phải ăn cơm với cục trưởng của các người, nói với ông ấy một chút, nếu các người rảnh quá thì phải giao thêm việc cho các người thôi. Sắc mặt của anh ta đột nhiên trầm xuống, đừng tìm phiền phức. Bằng không, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết đâu. Sắc mặt A Mịch thay đổi, tức giận nói, tên khốn, anh đang đe dọa cảnh sát ư. Lại thêm một tội nữa. Bây giờ mau chóng dừng tay cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu." Nguyên Đạt Tiêu rất vui vẻ, anh ta nhìn A Mịch như nhìn thấy một con hề, anh ta chỉ vào một trong những thuộc hạ của mình, những điều cô nói vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ, giấu súng là tội nặng đúng không? "Vậy cô qua bắt nó đi." A Mịch nghiến răng và vươn tay ra phía sau thắt lưng của mình, nhưng ngay sau đó đã phát hiện ra cô ấy không mang theo súng. Tên thuộc hạ kia rất biết điều giơ súng lên, Ngạo mạn nói, tôi đang cầm súng trong tay này, tới bắt tôi đi. A Mịch cực kỳ phẫn nộ, cô ấy biết những người này đang coi thường pháp luật. Nhưng bây giờ cô ấy không mang theo vũ khí, bên kia lại có súng lục, dưới tình huống này thì không có cách nào ra tay với đối phương. Lúc này, Nguyên Đạt Tiêu lạnh lùng nói với A Mịch, nếu cô dám giam giữ cậu ta thì ngày mai cô sẽ không còn ở Liêu Tây nữa, về phần đi đến đâu thì do vận khí của cô thôi. A Mịch nghiến răng bạc cô ấy biết nguyên đạt tiêu đang đe dọa mình nhưng cô ấy không thể làm gì được cả diệp vô phong lúc này mới nhìn về phía a mịch nở nụ cười hiện tại có cần giúp không tôi sẽ chế ngự bọn họ đến lúc đó cô muốn xử lý thế nào thì đó là chuyện của cô khuôn mặt a mịch lộ ra vẻ ngạc nhiên đương nhiên là tốt nhất nếu anh có thể giúp tôi nhưng như vậy có quá nguy hiểm không dù sao bọn họ cũng thủ hàng nóng đừng lo lắng súng đồ chơi trong tay bọn họ hoàn toàn không có chút uy lực gì cả Diệp Vô Phong cười nói, A Mịch gật đầu, Nguyên Đạt Tiêu ở một bên nghe vậy thì khinh thường, súng đồ chơi ư? Vậy tao sẽ bắn chết mày để cho mày biết súng của tao có phải là súng đồ chơi không? Tên thuộc hạ rất kiêu ngạo vừa rồi đã quay họng súng về phía Diệp Vô Phong, sắc mặt của A Mịch thay đổi, chỉ vào tên thuộc hạ này, anh muốn làm gì? Tên thuộc hạ cười gần một cách tàn nhẫn, nhưng nụ cười của anh ta đã sớm cứng lại ngay tại chỗ, bởi vì đã có một con dao trên cổ anh ta. Con dao nhỏ này chẳng qua là dao nhỏ thường dùng để gọt hoa quả, lúc này lại cắm vào cổ tên thủ hạ này, anh ta buông súng lục xuống, che cổ, nhìn chằm chằm Diệp Vô Phong trước mặt. Những tên côn đồ đang đập phá xung quanh đều ngây ngẩn cả người và dừng động tác trên tay. Diệp Vô Phong cười cười, đi tới bên cạnh kéo một cái ghế đổ ngồi xuống, sau đó thở ơ nhìn Nguyên Đạt Tiêu. Phía sau anh là phòng khách của Phong Tử Nghĩa, lúc này Phong Tử Nghĩa đã ra khỏi cửa, Nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất bội phục. Trước mặt nhiều người như vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh đến thế, quan trọng nhất là những người này còn không dám nhúc nhích. Hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây, kẻ nào dám vượt qua thì sẽ chết." Diệp Vô Phong lạnh lùng nói với đám người Nguyên Đạt Tiêu. Bọn côn đồ xung quanh không dám ra tay, Nguyên Đạt Tiêu tức giận nói, "Mày cho rằng mày là ai hả? Mày nghĩ mày thật sự có thể đối nghịch với bọn tao sao? Tao nổ súng một phát là có thể giết chết mày rồi." nói xong anh ta trực tiếp cầm súng lục trên mặt đất lên đối mặt với diệp vô phong diệp vô phong vẫn chỉ nhìn nguyên đạt tiêu một cách rất bình tĩnh ngay khi mọi người đang trong thế rằng co nguyên đạt tiêu cũng nhất thời do dự dù sao anh ta cũng biết nếu là cấp dưới ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ bàn hơn có chuyện gì thì anh ta cũng sẽ để cấp dưới lên đầu thú nhưng nếu anh ta bắn thì sẽ là một chuyện khác anh ta luôn tỏ ra rất khiêm tốn là người đàn ông đứng sau hậu trường chương 538, đây là đại ca của tôi. Diệp Vô Phong nhìn Nguyên Đạt Tiêu cười nói, làm sao vậy? Không dám bắn à? Là bởi vì anh biết nếu bắn thì chuyện này sẽ liên quan đến anh, đúng không? Khuôn mặt của Nguyên Đạt Tiêu càng trở nên khó coi hơn. Diệp Vô Phong hiển nhiên đã đoán được tâm tư của anh ta. Tên khốn kiếp, đừng khiêu khích tao, nếu không tao sẽ giết mày." Nguyên Đạt Tiêu tức giận nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong vẫn cứ bình tĩnh vậy thì nổ súng đi, nói nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng Nguyên Đạt Tiêu ném khẩu súng lục cho thuộc hạ của mình và chỉ vào Diệp Vô Phong, giết nó cho tao. Tất cả thuộc hạ đều dương họng súng, nhưng Diệp Vô Phong vẫn ngồi trên ghế đầu, hoàn toàn không có ý tứ đứng lên. Ngay khi tất cả những thủ hạ chuẩn bị bắn, một giọng nói vang lên từ phía sau họ. Nguyên Đạt Tiêu, đã lâu không gặp mà mày đã kiêu ngạo như vậy à? chẳng lẽ là đã lâu tao không đánh mày nên mày mới kiêu ngạo như vậy sao? Tất cả mọi người đều sướng sờ một lúc, tự hỏi ai dám gọi thẳng tên của Nguyên Đạt Tiêu như thế. Nguyên Đạt Tiêu giận dữ quay lại, và nhìn thấy người mà anh ta không bao giờ muốn gặp trong đời. Mày, sao mày lại ở đây? Không phải mày đã rời khỏi Trung Quốc rồi sao? Nguyên Đạt Tiêu kinh hãi nhìn đường chảm. Đường chảm chế nhạo, cái gì? Chẳng lẽ tao không thể đến Trung Quốc du lịch sao? Hơn nữa mày còn chưa chết, làm sao tao có thể không tới Trung Quốc được chứ? Và lần này không chỉ tao đến, mà còn mang theo cả đội tới đây, mày nói xem tao phải làm sao với mày đây. Lúc này Nguyên Đạt Tiêu không thể quan tâm đến Diệp Vô Phong nữa, nói với tất cả cấp dưới của mình, bảo vệ tao. Tất cả bọn mày bảo vệ tao, lao ra ngoài. Mọi người đều rất tò mò không biết Nguyên Đạt Tiêu đã xảy ra chuyện gì nhưng họ vẫn nghe theo lời nguyên đạt tiêu và lần lượt tới gần nguyên đạt tiêu để bảo vệ anh ta từng lớp một cả chân thép và quả đấm thép đều đứng trước mặt nguyên đạt tiêu họ biết nếu nguyên đạt tiêu kích động như thế thì rõ ràng đối phương rất kinh khủng đường chảm chỉ nhìn nguyên đạt tiêu với vẻ mặt vui đùa nhưng không có động thủ diệp vô phong thờ ơ nói làm sao vậy tôi cho các người đi à nguyên đạt tiêu hét lên diệp vô phong mày nghĩ tao sợ mày sao chờ tao quay lại tính sổ với mày sau nhưng lúc này, đường chảm đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đại ca của tao nói, anh ấy cho các người đi sao? Nguyên đạt tiêu sướng sờ một lúc sau khi nghe điều này, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, anh ta nhìn đường chảm một cách kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn Diệp vô phong. Tìm đọc thêm tại chủ em truyện VN. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Không phải Diệp Vô Phong là chủ tịch của công ty Hoa Cường sao? Làm sao có thể liên quan đến đường chảm được chứ? anh ta biết đường trảm luôn là một sát thủ quốc tế, một tên lính đánh thuê và là một trong tứ đại thiên vương của Long Môn. Nhưng đường trảm gọi Diệp Vô Phong là đại ca là có ý gì chứ? Chẳng lẽ Diệp Vô Phong đến từ Long Môn ư? Trong lúc nhất thời, Nguyên Đạt Tiêu thậm chí còn không biết đến những khúc mắc ở đây. Nhưng những gì anh ta biết bây giờ là nếu đường trảm ra tay, anh ta sẽ xong đời. Vì thế anh ta chỉ có thể chừng mắt nhìn tất cả mọi chuyện. Anh ta không có cách nào rời khỏi nơi này, Đường Trạm đã chặn ở cửa, hơn nữa anh ta cũng nhớ những lời Đường Trạm nói khi nãy. Đường Trạm đã đưa đoàn đội của mình qua đây. Lúc trước chỉ một mình Đường Trạm cũng đủ để dọa cho anh ta chết khiếp, thậm chí suýt chút nữa đã bị mất mạng. Những cảnh tượng đó vẫn còn tươi nguyên trong trí nhớ của anh ta và anh ta chưa bao giờ quên được. Khi đó anh ta vẫn còn ở trong căn cứ của nhà họ Nguyên đường trảm đã một mình xông vào nhà họ nguyên và suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của anh ta từ lúc đó anh ta mới biết thực lực của long môn trên phương diện quốc tế rất mạnh mẽ sau đó anh ta đã dập tắt chuyện này cũng không đi tìm đường trảm trả thù đó là bởi vì nhà họ nguyên biết bọn họ có thể một tay che trời ở liêu tây nhưng nếu đi ra khỏi liêu tây bọn họ cũng chẳng bằng cái rắm huống chi là đối mặt với cả thiên hạ nếu đem so sánh với những thế lực trên toàn thế giới nhà họ Nguyên chỉ có thể nói là vô danh. Có rất nhiều đại gia tộc trên thế giới này, và mỗi đại gia tộc về cơ bản đều kiểm soát hầu hết tài nguyên của một quốc gia. Nguyên Đạt Tiêu quay đầu nhìn Diệp Vô Phong, tuy rằng đường chảm gọi Diệp Vô Phong là đại ca, nhưng anh ta vẫn không nghĩ tới Diệp Vô Phong sẽ là người chỉ huy Long Môn. Dù sao thì loại người cấp cao đó là thứ mà họ không thể nhìn thấy được. Mà Diệp Vô Phong đang đứng trước mặt họ, nhìn thế nào cũng chỉ thấy là một kẻ bất tài vô dụng. Rốt cuộc mày muốn làm gì?" Nguyên Đạt Tiêu nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lúc này mới cười nói, "Như tôi đã nói, các người bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, không thể dễ dàng buông tha cho các người đi được. Các người muốn chạy thì cũng được, đến cục cảnh sát đầu thú đi." Nguyên Đạt Tiêu nhìn Diệp Vô Phong với vẻ khó hiểu, "Nếu Diệp Vô Phong là chủ tịch của công ty Hoa Cường, vậy thì anh nên biết rằng một gia tộc lớn như nhà họ Nguyên ở Liêu Tây muốn bảo lãnh một người ra thì không phải là chuyện rất đơn giản sao?" Ngay cả khi Nguyên Đạt Tiêu tự ra đầu thú, cảnh sát cũng không dám nhốt anh ta lại. Diệp Vô Phong, bây giờ tao càng ngày càng nghi ngờ chỉ số IQ của mày đấy, nhưng tao rất mệt mỏi khi bị một kẻ như mày đánh bại. Nếu muốn tao đầu hàng thì tao phải đi thôi." Nguyên Đạt Tiêu nhìn với Diệp Vô Phong nói với một lời chế nhạo. Diệp Vô Phong chỉ về hướng cục cảnh sát, "A Mịch, không phải cô muốn đưa bọn họ về sao? Hiện tại bọn họ đều tự đầu thú rồi, sao cô còn không đi làm chuyện của cô đi?" Lúc này A Mịch vội vàng đến trước mặt những người này, sau đó dẫn họ đến cục cảnh sát. Nhất thời chỉ còn lại mấy người Diệp vô phong ở trong sân. Những thứ bị đập nát kia đều tơi tả, nhưng phong tử nghĩa không quan tâm lắm, ông ta chỉ kinh ngạc nhìn Diệp vô phong. Vừa rồi ông ta còn tưởng rằng Diệp vô phong sẽ bị Nguyên Đà Tiêu giết chết, hơn nữa còn rút súng lục ra, hiển nhiên là đã định giết người rồi. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc theo cách này, ông ta thật sự không thể hiểu được điều này, nhưng dù thế nào đi nữa tính mạng của gia đình ông ta coi như đã được cứu phong tử nghĩa cũng biết đường trảm xuất hiện sau cùng kia chính là nhân vật quan trọng nhất ngay cả nguyên đạt tiêu cũng phải kiêng rè thân phận của người này nhất định không phải đơn giản vì vậy ông ta liền vội vàng đi lên xin chào xin hỏi cậu là đường trảm dừng rưng xua tay đừng hỏi mấy thứ này tôi tới đây tìm lão đại của tôi anh ấy là lão đại của tôi không ngờ tên khốn nguyên đạt tiêu lại dám đối xử với lão đại như thế này Lão đại, anh cứ việc lên tiếng, hôm nay tôi có thể lén vào nhà họ Nguyên giết chết hắn ta. Đường chảm hoàn toàn không để ý tới phong tử nghĩa, tuy rằng đường chảm trước mặt Diệp vô phong là người rất hoạt bát dễ hòa hợp, nhưng đối với mọi người thì anh ta cũng không dễ hòa hợp lắm. Chỉ có Diệp vô phong mới có thể biết sự hoạt bát và dễ hòa hợp của tứ đại thiên vương thôi. chương 539, vẫn nên thả đi. Còn những ai không quen với đường chảm sẽ nghĩ đường trảm quá hấp tấp lúc nào cũng thích đối đầu trực diện khi chiến đấu. Loại đối chiến từng quyền vào thịt này luôn là thứ Đường Trạm thích. Diệp Vô Phong hờ hững nhìn Đường Trạm, làm sao ở đâu tôi cũng có thể nhìn thấy cậu vậy? Đường Trạm cười nói, vậy cũng không còn cách nào khác, lần trước không phải anh nhờ em theo dõi Hồ Quý sao? Sau đó em theo dõi Hồ Quý đến đây, thông tin chúng ta thu thập được là hiện tại Hồ Quý đang ở Xuân Thành. Về phần anh ta đã trốn đi đâu rồi thì em vẫn còn đang tìm diệp vô phong đột nhiên nhận ra cũng tức là hiện tại hồ quý cũng đang ở trong thành phố này vâng nhưng tạm thời không biết anh ta sống ở đâu khả năng chống do thám của tên khốn đó thực sự quá lợi hại chúng ta có nhiều người như vậy đi tìm anh ta mà cũng chẳng có cách nào tìm thấy đường trảm vô cùng không phục với vấn đề này rõ ràng chỉ cần tìm được hồ quý thì việc giải quyết hồ quý là chuyện có thể hoàn thành một cách rất đơn giản nhưng bây giờ cứ bị mắc kẹt ở chỗ này mãi bọn họ vẫn không thể tìm ra hồ quý vì vậy nhiệm vụ đuổi giết hồ quý bây giờ tạm dừng rồi sau khi đường chảm biết được diệp vô phong đã đến liêu tây anh ta vội vàng chạy tới ngay lập tức đúng lúc lại tình cờ gặp phải loại chuyện này nên đương nhiên anh ta phải giúp đỡ xử lý nguyên đạt tiêu rồi nhưng đường chảm biết rằng ngay cả khi a mịch đưa đám nguyên đạt tiêu về đồn cảnh sát thì kết quả chỉ đơn giản là sẽ thả người vào sáng sớm ngày hôm sau bây giờ ở Liêu Tây thật sự không có mấy người dám nhốt người của nhà họ Nguyên. Diệp vô phong rừng dưng nhìn đường chảm, nói vậy thì chúng ta thật là khá có duyên phận rồi. Nhưng tôi chỉ cho cậu thời gian một tuần, hồ quý nhất định phải tìm được. Đây là người mà Du Kinh Hồng muốn giải quyết, anh không muốn chỉ hoãn lâu như vậy. Nói ngắn gọn là vẫn phải cho Du Kinh Hồng một chút thể diện. Nhưng đại ca, Du Kinh Hồng thực sự chỉ là quan hệ hợp tác với anh thôi sao? Đường chảm nháy mắt, bằng không, cậu cho là như thế nào? Diệp vô phong tức giận nhìn đường trảm. Đường trảm vội vàng cười nói, lúc trước khi anh vẫn là tư lệnh long môn, Du Kinh Hồng còn chỉ là một cô bé chẳng ai biết đến, hiện tại lại có danh hiệu thích khách Du Kinh Hồng, tất cả đều là vì đại ca đã rời khỏi tranh đấu quốc tế mà thôi, nếu không thì làm gì có được thích khách Du Kinh Hồng. Diệp vô phong khó hiểu hỏi, chuyện này có liên quan gì đến những gì cậu nói không? Cô ấy có phải là thích khách hay không không phải việc của tôi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp với vợ mình mà thôi. Đường chảm thở dài một hơi, đại ca, anh thế này là không được đâu nha. Cho dù anh đã không còn là tư lệnh của Long Môn nữa, nhưng thực lực của anh vẫn còn rành rành ra đó. Nếu anh muốn làm đại sự gì đó thì cứ mặc sức thôi. Diệp vô phong tức giận nói, nếu như cậu có thời gian suy nghĩ mấy thứ lung tung này, chỉ bằng cậu nên nghĩ cách để tìm ra hồ quý đi. Liêu Tây là một nơi lớn như vậy, hơn nữa hồ quý hiện tại đang bị truy nã nếu các cậu vẫn không bắt được hồ quý thì tứ đại thiên vương các cậu thật sự khiến tôi rất thất vọng đường trảm nghe vậy thì bất đắc dĩ nhún vai em biết rồi vậy em về trước đây nhưng nếu có việc gì thì đại ca cứ việc gọi em qua em đã từng tiếp xúc với người của nhà họ nguyên nếu có em ở đây thì ít nhiều cũng thêm một phần áp lực đường trảm không chút dây dưa vừa đi vừa nói sau khi nói xong người của anh ta cũng đã rời khỏi sân bạch nhạn phi và phong lệ na lúc này mới đi ra từ bên trong khi nhìn thấy diệp vô phong chỉ yên lặng ngồi trên ghế xung quanh đã hỗn loạn rồi bọn họ đều có chút khó hiểu nhìn diệp vô phong vừa rồi bọn họ không có đi ra ngoài cho nên bọn họ cũng không biết trong sân đã xảy ra chuyện gì nhưng bạch nhạn phi rõ ràng biết người của nguyên đạt tiêu mang đến đây không hề nổ súng bởi thế cuối cùng chuyện này coi như không giải quyết được gì rồi Phong tử nghĩa thấy đường chạm từ đầu đến cuối không có để ý mình, cũng không có cách giải quyết nào, chỉ có thể nhìn Diệp vô phong cười cười, người bạn này của cậu thật là có cá tính, trông khá ngầu. Diệp vô phong xua tay, thằng nhóc này là như vậy đấy, bình thường thì tùy tiện, nhưng đến thời khắc mấu chốt sẽ vô cùng mạnh mẽ, đối với người là cũng có thái độ như vậy. Phong tử nghĩa chỉ có thể gật gật đầu, dù sao ông ta cũng biết những cao thủ như vậy không phải là người bọn họ có thể tiếp xúc ông ta vẫn nên tiếp tục nghĩ cách đối phó với nước cờ này của nhà họ Nguyên thì hơn. Diệp vô phong đứng dậy khỏi ghế, nhưng mà chú Phong, tình huống trong sân này chú phải tự kiếm cách một chút. Nhưng chú yên tâm đi, đến lúc đó tôi sẽ để Nguyên đạt tiêu nhổ ra phần bồi thường. Phong tử nghĩa nở nụ cười như chẳng hề gì, những thứ này đều là chuyện nhỏ, cho dù có dỡ nhà đi thì chỉ cần người còn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Diệp vô phong suy nghĩ một chút bèn nở nụ cười, xem ra trong thời gian ngắn nhà họ Nguyên sẽ không đến quấy rầy các người nữa, cho nên tạm thời các người an toàn. Phong tử nghĩa rất vui, Lưu Hân Di cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà mọi người đều biết tất cả những chuyện này là do Diệp Vô Phong. Nếu không nhờ có Diệp Vô Phong, cho dù cả nhà bọn họ muốn đi ra khỏi khách sạn cũng không có khả năng. Người của nhà họ Nguyên hiển nhiên đã bố trí rất nhiều vệ sĩ ở khách sạn Cana, và lại trên tay mỗi vệ sĩ đều có ít nhất một khẩu súng lục sau khi diệp vô phong giải quyết xong chuyện ở đây anh bèn đưa bạch nhạn phi trở về khách sạn mà cả nhà phong tử nghĩa hẳn là cần thương lượng một chút về quyết định trong tương lai lúc này a mịch đã đưa cả đám người nguyên đạt tiêu về tới đồn cảnh sát lúc này những người làm nhiệm vụ ở đồn cảnh sát bày ra vẻ mặt hết sức kinh hãi không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì a mịch cô đưa những người này lại đây là muốn làm gì thế cảnh sát nghi ngờ hỏi bọn họ đã đột nhập vào nhà dân phá hủy tài sản cá nhân, thậm chí còn mang theo súng. Nhốt bọn họ lại, tôi muốn khiến cho bọn họ phải chịu phạt." A Mịch tự hào nói. Lâm Chí làm nhiệm vụ hôm nay, sau khi nhìn thấy người A Mịch mang theo thì sắc mặt có chút thay đổi. Đương nhiên, anh ấy vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Nguyên Đạt Tiêu và nhanh chóng kéo A Mịch sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Cô đang làm gì vậy? Anh ta là Nguyên Đạt Tiêu đấy." A Mịch gật đầu một cách vô cùng khẳng định, đúng vậy, anh ta là Nguyên Đạt Tiêu. Nhưng anh ta cũng là chủ mưu của vụ lần này, còn mang theo súng ống nữa. Vụ này không đến 10 năm, 8 năm thì không ra ngoài được đâu. Lâm Chí biết A Mịch là người có suy nghĩ cứng nhắc, nhưng để A Mịch không xảy ra chuyện gì, anh ấy nhanh chóng giải thích, chúng ta không có cách nào để động đến người của nhà họ Nguyên đâu, ít nhất là hiện tại không có cách nào. A Mịch khó hiểu, ý anh là gì? Lâm Chí bất lực, cũng không phải cô không biết thân phận của nhà họ Nguyên ở Liêu Tây. Nếu chúng ta bắt Nguyên Đạt Tiêu, không bao lâu nữa sẽ có người trong nhà của bọn họ đến đây đòi người, đến lúc đó chúng ta không thể không thả người, hơn nữa cô còn có thể bị trả thù. A à, Mịch không chút nào sợ hãi, trả thù tôi, tôi là cảnh sát nhân dân, nếu bọn họ dám ra tay với tôi, bọn họ nhất định phải chết. Lâm Chí thực sự không biết làm thế nào để thuyết phục A à Mịch nữa. Lúc này Tiêu Chí tiến lên, choàng tay qua vai Lâm Chí, nói với A Mịch, loại chuyện này cứ giao cho tôi xử lý đi, tôi cam đoan sẽ xử lý rất tốt cho cô. Chương 540, đã đến lúc thực hiện lời hứa. A Mịch nhìn Tiêu Chí với vẻ không thể nào tin nổi. Nhưng hôm nay quả thật cô ấy có việc phải làm, chắc phải mất một ngày mới ghi xong khẩu cung cho nhiều người như vậy. Vì vậy, cuối cùng cô ấy vẫn giao lại công việc cho Tiêu Chí và Lâm Chí. Sau khi A Mịch rời đi, Tiêu Chí mang theo nụ cười nịnh nọt đến trước mặt Nguyên Đạt Tiêu, "Châm thuốc, xếp nguyên, tất cả chỉ là hiểu lầm, thật xin lỗi. Người đồng nghiệp đó của tôi chỉ là một người mới tới, không biết quy tắc ở đây." Nguyên Đạt Tiêu lúc này bày ra vẻ mặt u ám, hoàn toàn không còn tâm trí mà nói cái gì với Tiêu Chí nữa. Sau khi anh ta và hầu hết bọn côn đồ được thả ra, anh ta liền đưa mọi người ra khỏi đồn cảnh sát. Về phần 2-3 tên côn đồ khác còn ở lại bọn họ thừa nhận rằng mọi chuyện đều là do bọn họ sai xử, chứa chấp sùng ống cũng là do bọn họ làm. Không hề liên quan gì đến nguyên đạt tiêu. A à, Mịch chẳng qua là đi vào nhà vệ sinh một chút mà thôi, vậy mà khi trở về đã thấy đồn cảnh sát đông đúc ban đầu đã trở nên trống trải, và nguyên đạt tiêu cô ấy mang về cũng không còn ở đó nữa. Cô ấy vội vàng đi tìm tiêu chí, vẻ mặt lo lắng, nguyên đạt tiêu đâu. Tiêu chí mỉm cười, thả rồi. Anh ta chỉ là một người tham gia, cho dù cần nhốt thì cũng chỉ bị nhốt 24 giờ. Hơn nữa ở chỗ chúng ta cũng không có nhiều chỗ như vậy để nhốt bọn họ mà. A à, Mịch tức giận, rốt cuộc cô ấy cũng biết tiêu chí muốn làm gì vào lúc này, anh cố ý. Thả ai cũng không thể thả nguyên tiêu chứ. Tội danh của nguyên đạt tiêu không được thành lập, cô có thể làm gì bây giờ? Tôi cũng rất bất đắc dĩ, và lại quan hệ của người nhà họ nguyên rất phức tạp, cô cũng không muốn gia đình mình mỗi ngày đều trở thành mục tiêu theo dõi chứ, đúng không? Tiêu Chí cười nói, "Chỉ là lúc này A Mịch đã không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa." Rõ ràng là Tiêu Chí đã thả nguyên đạt tiêu đi, muốn giành được hảo cảm của nhà họ Nguyên. Không cần nhiều, bất kỳ người nào của nhà họ Nguyên đến đây nói hai câu thì anh ta lập tức có cơ hội tăng lương thăng chức. A Mịch nghiến răng, "Thôi bỏ đi, chuyện này tự tôi xử lý là được rồi." Mặc dù Lâm Chí cũng không thể hiểu được hành động của Tiêu Chí, nhưng thật tình anh ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. A à, ít nhất đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ kẻ nào dám động đến nhà họ Nguyên đang như mặt trời ban chưa chính là muốn chết. Nhà họ Nguyên ở Liêu Tây căn bản tương đương với sự tồn tại của thổ hoàng. Bên phía chính phủ phái người xuống dưới đều như chỉ đến đây mua nước tương. Ít nhất cho tới bây giờ không có quan chức nào do chính phủ phái tới có thể thay đổi cục diện ở Liêu Tây. Mà tất cả bọn họ đều đang sống dưới cái bóng của nhà họ Nguyên nhà họ Nguyên muốn làm gì với những nhân vật nhỏ bé như bọn họ không phải rất dễ dàng sao. Vì vậy, sau khi Nguyên đạt tiêu rời đi, Lâm Chí cảm thấy A Mịch đã tránh được một kiếp. Lòng giả của Nguyên đạt tiêu hoàn toàn không còn nằm trên người của A Mịch. Sau khi đường chảm xuất hiện, anh ta chỉ biết rằng những ngày tương lai của mình phải hành động thật cẩn thận. Lúc trước, một mình đường chảm chém giết tất cả thuộc hạ của anh ta đến người ngã ngựa đổ, không ai có thể ngăn cản đường chảm, khiến cho anh ta cuối cùng chỉ có thể quay về tổng bộ của nhà họ Nguyên để nương náu. Mà điều khiến anh ta kinh hãi nhất là đường chảm thuận lợi bước vào cửa nhà họ Nguyên, thậm chí còn tới trước cửa sổ phòng anh ta. Khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng và nhìn thấy một bóng người qua cửa sổ được ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, tim mật của anh ta đều như muốn vỡ nát, tưởng rằng mình đã chết vào lúc đó. Đó nhất định có thể miêu tả là suốt quỷ nhập thần. Có một khoảng thời gian anh ta bị mất ngủ trầm trọng, chính bởi vì cái bóng mà đường chảm mang đến cho anh ta. Anh ta không hiểu sao đêm đó đường chảm hoàn toàn có thể giết chết anh ta, nhưng kết quả lại tha cho anh ta, lại còn lộ ra nụ cười u ám đó. Lúc này, sau khi trở lại câu lạc bộ hào thiên, anh ta đã gọi thuộc hạ đến bên cạnh, lạnh lùng nói, đi điều tra rõ ràng toàn bộ thân thế của Diệp vô phong cho tôi. Tôi nói là toàn bộ, cho dù là những chuyện anh ta đã làm từ khi còn nhỏ cũng điều tra rõ ràng cho tôi người có thể được đường trảm gọi là đại ca nhất định không đơn giản chẳng lẽ diệp vô phong là anh trai ruột của đường trảm sao nguyên đạt tiêu hoàn toàn không dám nghĩ nhiều như vậy thậm chí không dám mạnh dạn suy đoán hơn nữa bởi vì anh ta biết nếu sự việc thực sự như anh ta đoán thì địa vị của nhà họ nguyên bọn họ ở liêu tây sẽ không được đảm bảo nữa không chỉ không được đảm bảo mà thậm chí sẽ trực tiếp kết thúc cho nên anh ta cảm thấy cần phải chú ý vấn đề này sau khi nhìn thuộc hạ điều tra diệp vô phong rời đi anh nói với tay đấm thép tôi cần trở về một chuyến chuẩn bị sẵn xe đi diệp vô phong lúc này đưa bạch nhạn phi cùng tổng bộ của công ty chính hòa hai người ngẩng đầu nhìn qua trong lòng có chút xúc động tổng bộ của công ty bảo an long kiếm có phải không có khí thế như công ty chính hòa hay không diệp vô phong trêu chọc đúng đó phần lớn kinh phí của công ty bảo an long kiếm đều dùng vào việc đào tạo vệ sĩ về phần mặt tiền cửa hàng, chúng tôi đều là kinh doanh với khách hàng quen thuộc nên mọi người cũng không để ý lắm. Bạch Nhạn Phi nhún vai. Đứng ở trước cổng công ty chính hòa có hai con sư tử, độ rộng của cổng hơn 10 thước, là cửa xoay tự động, ngoại trừ cổng lớn thì xung quanh đều có vách kính bao quanh. Có hàng chục nhân viên bảo vệ cường tráng đang tuần tra công ty chính hòa. Nhìn qua bức tường kính, có thể nhìn thấy một khu giải trí kiểu công viên nhỏ ngay khi vừa bước vào cửa, có một con lạch nhân tạo đang từ từ chảy dòng nước trong veo. Cuối dòng suối nhỏ là một đài phun nước nhỏ, trên đỉnh có hình một chú mèo chiêu tài. Đinh nghỉ mát, con đường lát đá cuội, mặt cỏ, cây ăn quả nhỏ, cái gì cần đều có. Quầy lễ tân ở lầu một sang trọng như vậy cũng đủ cho thấy nguồn tài chính của chính hòa hùng hậu như thế nào. Không thể không nói, công ty chính hòa này vẫn rất thành công. Có thể xây dựng công ty được khí phái như vậy, xem ra đã kiếm được rất nhiều tiền. Diệp vô phong mỉm cười. Bạch Nhạn Phi gật đầu, nếu như tôi có thể lấy được công ty chính hòa, vậy thì công ty bảo an Long Kiếm sẽ rất hoành tráng. Diệp vô phong bật cười, cô dự định bắt lấy toàn bộ công ty chính hòa sao? Khi tôi hỏi cô, cô không có tham vọng như vậy đâu. Bạch Nhạn Phi đảo cặp mắt trắng dã, hiện tại tôi có không được ư. Sau khi nhìn thấy công ty này, tôi cảm thấy công ty bảo an Long Kiếm nên có khí thế như vậy ở một nơi như Liêu Tây diệp vô phong rỗi tay ra làm động tác mời vậy chúng ta đi lên xem trịnh phi và lý thích có kế hoạch bán công ty chính hòa hay không đi bạch nhạn phi che miệng cười đương nhiên cô ấy biết công ty chính hòa sẽ không thể bán nhưng nếu diệp vô phong nói như vậy thì chính là có chuyện tin hay sau khi cả hai bước vào công ty chính hòa người đẹp gợi cảm ở quầy lễ tân tiến đến và lịch sự hỏi xin chào hai anh chị đang tìm ai vậy tôi tìm trịnh phi diệp vô phong cười nói người đẹp gợi cảm có chút khó hiểu khí thế khi gọi thẳng tên này của diệp vô phong khiến cô ta không nhìn ra được thân phận của diệp vô phong cho nên chỉ có thể nở một nụ cười chuyên nghiệp vui lòng chờ một chút tôi sẽ kiểm tra lại cho anh anh có hẹn trước không diệp vô phong liếc cô ta một cái chẳng lẽ tôi không hẹn trước thì không thể gặp trịnh phi hay sao người đẹp gợi cảm không biết phải trả lời câu hỏi của diệp vô phong như thế nào nhưng cô ta vẫn cảm thấy Diệp Vô Phong là nhân vật lớn mà cô ta không thể đắc tội nổi nên đã nhanh chóng báo cáo sự việc này cho cấp trên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 540.